chương 482, vạn năm Thụ kiếp, thương khung cao luận. Về thủy vân thần thụ, tư liệu mà nhậm thương khung đạt được là đến từ vạn dược tôn, hôm nay tiến vào thủy vân thần thụ viên, kỳ thật là lần đầu kiến thức thập đại thần thụ trong truyền thuyết này. Thủy vân thần thụ truyền từ thượng cổ, chắc chắn danh bất hư truyền. Cấm chế thụ viên vừa mở ra, nhậm thương khung liền cảm giác được một cổ khí tức thượng cổ mãnh liệt, thập phần sung túc, ở trong thần thụ viên truyền ra. Thủy Vân thần thụ kia, ở trong cả khu vườn, giống như hạt giữa bầy gà, xa xa nhìn lại, một mảnh thủy sắc quang mang. Thủy sắc không ngừng ba động, chói sáng làm cho người ta say mê chứng kiến thần thái kính ngưỡng kia của Nhậm Thương khung, Tam đại tông chủ đều có chút đắc ý cho dù dược thánh đại sư cũng không thể không kính trọng thần thụ, quả thật là kiêu ngạo của Thủy Vân tông bọn họ. Cành lá của Thủy Vân thần thụ thập phần tinh vi, từ tạo hình tượng cho đến kết cấu, phân bố tất cả đều rất hài hòa, lá cây giống như liễu rủ xuống, làm cho người ta có một cảm giác thích mắt. Thủy vân thần thụ này cao đến tận trời, cho nên nhánh cây buông thõng xuống, giống như nước từ ngân hạ đổ xuống, thập phần đồ sộ. Nhậm thương không đi tới gần, cảm thụ được khí tức thượng cổ bàn bạc này, tán thưởng tự đáy lòng, không hổ là thượng cổ truyền thừa, khí tức thượng cổ của thủy vân thần thụ này là ta cuộc đời ít thấy. Cho dù là huyền linh cửu phẩm linh dược, chỉ sợ cũng khó có thể địch nổi quả của thủy vân thần thụ. Xem ra thần thụ này, quả nhiên là thần cấp. Thập đại thần thụ, chính là thượng cổ truyền thừa, có linh căn thượng cổ thần chủng, cho nên, nói chúng nó là thần cấp, cũng không phải nói quá. Bọn người vân hạt tường, đều là vui mừng trong lòng. Lời bình của Dược Thánh Đại Sư Bình thường đều là rất khả quan công chính. Lời như thế này, bọn họ cũng từng nghe đan tiên đông điện điện chủ xích hằng vũ nói qua. Cho nên, giờ phút này nghe nhậm thương khung đánh giá, cũng rất tin không nghi ngờ, thực không cảm thấy nhậm thương khung là khích lệ trái lương tâm. Nhậm thương khung ở dưới tàn cây dạo một vòng, tam đại tông chủ tiếp khách, mà vân chiến thiên, thủy giao hai hậu bối này, cũng có cơ hội đi theo. Vân chiến thiên bởi vì cùng nhậm thương khung không đánh không biết nhau, mấy người trẻ tuổi đã kết bái huynh đệ giao tình giữa hắn cùng với nhậm thương khung cũng là một chuyện mà thủy vân tông thập phần coi trọng cho nên cho vân chiến thiên đi theo cũng là thâm ý sâu sắc còn thủy giao tam đại tông chủ trong lòng có ý tác hợp mời thủy giao ở một bên đi theo gần nhất là theo dược thánh đại sư học tập để thủy giao đối với nhậm thương khung sinh tâm bội phục tán đồng nhậm thương khung đồng thời mỹ nhân ở bên cũng là có ý tác hợp tam đại tông chủ giờ phút này cùng nhậm thương khung giống như tản bộ, biểu tình cũng rất hiền hòa, không có bộ dáng không kiên nhẫn. Vào thủy vân thần thụ viên này, nhậm thương khung hiện tại là diễn viên chính, bọn họ đều là phối hợp diễn xuất. Nhậm thương khung chật chật tán thưởng. Ở dưới thủy vân thần thụ đi một vòng, thực là có cảm giác kính ngưỡng. Ngửa đầu nhìn lại, mỉm cười hỏi, ba vị tông chủ, nhìn bộ dáng quý tông, thủy vân thần quả trữ hàng không ít quả trên thủy vân thần thụ này cũng không hái xuống. Vân Hạc Tường mỉm cười, thực không dám đấu giếm, lần này tuy đã tới lúc hái quả, nhưng bảy quả lần này, chúng ta chỉ mới hái ba quả. Còn lại bốn quả vẫn chưa động tới. Nhậm thương khung gật gật đầu, như thế cũng không kỳ quái. Một tông môn, không có khả năng đem tất cả của cải lấy ra bán, này không phù hợp với phong cách hành sự của đại tông môn. Thủy Giao đi theo nhậm thương khung một hồi lâu, trong lòng cũng có chút buồn bực. Ngày đó nàng phái nha hoàng đi mời nhậm thương khung, lại bị nhậm thương khung cự tuyệt, nói thật, nữ hài tử đều có tự tôn, nhiều nhiều ít ít là cảm thấy bị mạo phạm. Chỉ là, nàng hôm nay cũng coi như là thiên tài linh dược giới, tự nhiên không thể biểu hiện quá mức. Dù sao, thủy giao nàng là tiểu thư khuê cát, là tài nữ mà vạn chúng chú mục. Giờ phút này thấy nhậm thương khung nói chuyện tào lao, nhìn không được hỏi, nhậm huynh, ta lắm miệng hỏi một câu, ngày đó thời điểm ngươi ở giao dịch hội, từng có lời hứa. Như vậy thủy vân thần thụ này, ngươi rốt cuộc có diệu pháp chữa khỏi không? Nhậm thương không thú vị nhìn qua nữ tử xinh đẹp này, không thể không nói, thủy giao này lớn lên rất xinh đẹp. Nhất là đôi mắt long lanh kia, đã có một loại phong tình khác, không hổ là thiên sinh lợi chất. Chỉ là, lúc này khóe miệng nàng có chút dương lên, cho thấy nữ tử trước mắt này, cũng không phải dễ dàng bỏ qua cho mình nghĩ đến căn do hắn cũng chỉ có thể cười khổ đương nhiên nhậm thương khung sẽ không mất phong độ đi so đo chuyện này nhàn nhạt mỉm cười thường cổ thần chủng nếu ta nói có nắm chắc tuyệt đối đó là gạt người chẳng qua thủy vân thần thụ này tuy là thần chủng nhưng xét đến cùng cũng là linh dược nên vẫn có chút biện pháp có thể sử dụng ân ta là tò mò ngươi có biện pháp gì có thể thực hiện phải biết rằng vạn năm thủ kiếp này dù là đang tiên đông điện điện chủ xích hằng vũ, cũng vô kế khả thi. Thủy Giao trực tiếp lấy ra xích hằng vũ, muốn đương trường khảo nghiệm ý tứ nhậm thương khung. Nhậm thương khung nhàn nhạt mỉm cười, nhưng không có cãi lại cái gì, mà đi đến dưới tàn cây kia, nhìn xem nhánh cây, lại nhìn lá cây, lại nhặt lên một lá cây rơi xuống đất, lại khơi lên một chút đất quanh cây nhìn nhìn. Từng chi tiết đều rất tỉ mỉ Thủy Giao vừa muốn thúc giục, lại bị Vân Hạc tường cắt ngang, nhàn nhạt cười nói, Giao Nhi, trước đừng có gấp, cho dù là dược thánh ra tay, cũng phải có quá trình xem xét. Trước chẩn đoán bệnh, sau đó mới chữa bệnh. Thấy Đại Tông Chủ mở miệng, trong lòng Thủy Giao tuy rằng còn có chút khó chịu, nhưng không dám hối thúc nhậm thương khung nữa. Nhậm thương khung lại quanh Thủy Vân thần thụ đi vài vòng, góp nhặt một chút tiêu bản, vỗ vỗ thổ nhưỡng trên tay, mỉm cười nói, ba vị Tông Chủ, trên cơ bản có thể xác định, vạn năm thủ kiếp này, ứng với vấn đề linh lực cung ứng không đủ thủy vân thần thụ này chính là thượng cổ thần chủng nếu không có che chở tỉ mỉ cũng rất khó sống một gốc này của quý tông xem như bảo hộ thích đáng a à, cái gì gọi là linh lực cung ứng không đủ chúng ta ngày thường chăm sóc thủy vân thần thụ này có thể nói là vô cùng cẩn thận hơn nữa ngươi xem bốn phía thần thụ viên trồng nhiều linh dược trân quý như vậy kỳ thật chính là vì cung cấp linh lực cho thủy vân thần thụ, cung cấp cho nó hấp thụ. Mấy linh dược trân quý này, chúng ta trăm năm đổi mới một lần, là bỏ cả vốn gốc đó. Nhậm thương không nhàn nhạt mỉm cười, cũng từ chối cho ý kiến. Không thể không nói, Thủy Vân Tông che chở Thủy Vân thần thụ này, quả thật hạ vốn gốc, phương pháp cơ bản cũng không sai, nhưng mà loại phương pháp bình thường này, hiển nhiên không thể ngăn cản quy luật tự nhiên. Nghĩ nghĩ tìm từ, nhầm thương khung lúc này mới mở miệng nói nói như thế thủy vân thần thụ này chắc chắn là thượng cổ thần chủng không thể nghi ngờ chẳng qua căn cứ ta quan sát thủy vân thần thụ này chắc còn không phải cấp bậc trường sinh bất tử không có khả năng cùng thiên địa đồng thọ cùng nhật nguyệt trường tồn cho nên thủy vân thần thụ cũng có một tuổi thọ có tuổi thọ biểu tình của tam đại tông chủ đều có chút mất mát đồng thời cũng có vài phần ngạc nhiên ân ừ, đương nhiên thượng cổ thần chủng nếu có hoàn cảnh sinh tồn thích hợp nói chung trăm vạn năm là hoàn toàn không có vấn đề hơn nữa ở trong tiền kỳ mà nói sẽ không tồn tại thủ kiếp thần thụ một khi xuất hiện thủ kiếp cơ bản có thể tuyên cáo thần thụ này đã tiến nhập hậu kỳ cái gì tiến vào hậu kỳ tam đại tông chủ hai mặt nhìn nhau nhưng nhìn biểu tình của nhậm thương khung cũng nhiều ra vài phần bội phục năm đó xích hằng vũ quan sát, cũng đoán vạn năm thủ kiếp này là bởi vì số tuổi thọ đã tới hậu kỳ. Thần thủ lúc này cũng giống như người già. Thường xuyên có bệnh là chuyện tất nhiên. Thần thủ này, truyền thừa hàng chục vạn năm, cũng tiến nhập lúc tuổi già rồi. Không sai, gốc thủy vân thần thủ này, ta quan sát thấy, thời gian truyền thừa, phải trên dưới 70 vạn năm. Nói cách khác, thủy vân thần thụ này của Quý Tông, có thể nói là thượng cổ kỳ hoa, phi thường khó được. Ở thiên trạch thế giới, có một thuyết pháp được mọi người chấp nhận, chính là 10 vạn năm trước, gọi chung là thời đại thượng cổ. Mà 500 vạn năm trước, thì trở thành thời đại thái cổ. Trên cơ bản, 70 vạn năm, đã là một con số phi thường đáng sợ. Có thể truyền thừa đến ngày nay, ngoài trừ chủng thần thụ này có tuổi thọ lâu dài, cũng còn có rất nhiều nguyên nhân khác. Thời đại thượng cổ là thời đại huy hoàng nhất, nhưng cũng có rất nhiều thiên tai, hoặc là tiến vào những vị diện cao cấp khác, khó có khả năng truyền thừa đến nay. 70 vạn năm. Nói như vậy, nếu là trăm vạn năm tuổi, chẳng phải ít nhất còn có 30 vạn năm sau. Nhưng mà vạn năm thủ kiếp này, vạn năm thiếu một quả, lấy chúng ta xem, 7 vạn năm sau, thủy vân thần thụ này đã trở thành bài trí. Vân hạt tường thập phần thổn thức, nếu là 30 vạn năm mà nói. Mặc dù có chút mất mát, nhưng mà không đến mức tuyệt vọng dù sao, đạo thống truyền thừa của Thủy Vân Tông, không cân nhắc đến 30 vạn năm sau. Chuyện xa xôi như vậy, bọn họ cũng không muốn đi quan tâm. Nhưng mà, hôm nay Thủy Vân thần thụ này, là mỗi ngày mỗi yếu, bọn họ không thể không đối mặt vấn đề này. Vạn năm thủ kiếp, khi trải qua chuyện này, cũng không ảnh hưởng tới quả sinh trưởng. Bằng không chúng nó như thế nào có thể gọi là thượng cổ thần thủ. Tuy quả cùng thủ kiếp cũng có chút liên hệ, nhưng căn bản mà nói, vẫn là vấn đề cung ứng linh lực. Bởi vì thần thụ này nhận linh lực có hạn. Thu chất dinh dưỡng ít, chỉ có thể kết xuất bấy nhiêu quả đó. Đương nhiên, vấn đề cung ứng linh lực này, kỳ thật cũng bị thụ kiếp quấy nhiễu. Xét đến cùng, vẫn là có quan hệ, chỉ có điều không phải quan hệ trực tiếp. Nhậm thương khung lại ở dưới thủy vân thần thụ đi một vòng, khẽ cười nói, mấy linh dược này, tuy rằng linh lực đầy đủ, nhưng mà linh lực trời rạc, không đủ tập trung thủy vân thần thụ niên kỹ không ngừng tăng trưởng, lực hấp thu đã giảm xuống. Cho nên, phải nghĩ biện pháp để nó có thể thoải mái hấp thu linh lực. Như thế, mới có thể phá giải ảnh hưởng vạn năm thụ kiếp mang đến. Đạo lý này, giống như người tới lúc tuổi già, sức ăn cùng lực tiêu hóa bị ảnh hưởng, hấp thu dinh dưỡng không bằng thời điểm tuổi trẻ. Kỳ thật quy luật sinh trưởng của thần thụ, cùng vạn vật tự nhiên giống nhau, đều có quy luật. Nhậm thương khung ra mấy kết luận này, một nửa là từ vạn dược Tôn chỉ điểm, một nửa khác chính là từ quan sát của hắn. Ba vị tông chủ lẫn nhau cùng hy vọng, trong lòng đều sinh ra một cảm giác khác thường. Không thể không nói, nhầm thương không nói như vậy là rất hữu lý, không phải ăn nói lung tung. Ở giờ khắc này, bọn họ cũng không thể không thừa nhận, người trẻ tuổi đứng ở trước mắt bọn họ. Giống như chỉ điểm giang sơn, khí khái vô cùng Chương 483: Bút tích dược thánh, khuất phục thủy giao. Nhưng mà Thủy Giao lại cố tình không phục, nói: Nhậm huynh, ngươi nói nhiều như vậy, đều là một chút suy đoán lý luận, có thực chất gì đó để chứng minh suy đoán của ngươi là đúng không? Nhậm Thương khung nhàn nhạt mỉm cười, một thân cây sinh trưởng, một đóa hoa mở ra, đều là quy luật tự nhiên. Nếu muốn nói như thế nào chứng minh quy luật tự nhiên này, ta không thể nào nói được. Vậy ngươi nói một đống lớn như vậy, có thể có biện pháp giải quyết cụ thể không? Thương khung không có tâm tư cùng Thủy giao đấu khí, chỉ vào từng mảnh linh dược kia. Hướng Tam đại tông chủ nói, năng lực hấp thu của Thủy Vân thần thụ hạ thấp, phải dùng phương pháp khác trợ giúp nó hấp thu. Biện pháp tốt nhất chính là dựng linh trận, mở một thông đạo linh lực chuyên môn, hình thành vòng vận chuyển. Hơn nữa, Thủy Vân thần thụ này là thượng cổ linh chủng, người cung cấp linh lực càng nhiều, sinh mệnh lực của nó cũng sẽ càng đầy không cần lo lắng linh lực quá nhiều làm nó chống đỡ không được. Dựng linh trận Tam đại tông chủ trước mắt sáng ngời, giống như chợt lóe lên cánh cửa hy vọng chưa bao giờ có, tại lúc này như mở ra trước mắt bôn họ. Biện pháp này Kỳ thật không phải nhậm thương không tự mình nghĩ ra được, mà là vạn dược tôn khi nhắc tới vạn năm thủ kiếp, làm ra một giả thiết. Cũng là phương pháp mà vạn dược tôn cho rằng có hy vọng nhất. Vạn dược tôn là ai? là nhân gian đan tiên là người có quyền uy nhất của thiên trạch thế giới đừng nói cùng hắn đặt song song cho dù người tiếp cận hắn cũng không có nhậm thương khung gật gật đầu này cũng là trước mắt có thể nghĩ đến là biện pháp duy nhất đương nhiên việc này cũng là thực lực của ta có hạn nếu trên đời này có cường giả thần đạo lấy vô thượng thần lực mở thiên địa liệt phùng hấp thu một lũ thượng cổ thần khí tới đây trực tiếp nhập vào thượng cổ thần thụ có thể một lần khổ suốt đời nhàn đâu cần phiền toái nhiều như vậy tam đại tông chủ đều nhìn nhau cười khổ cường giả thần đạo đó là tồn tại trong truyền thuyết thương khung đại sư linh trận này thiết trí linh trận cũng phải chú ý thủy vân thần thụ này cùng linh dược bình thường bất đồng địa phương nó hấp thu linh lực mạnh nhất không ở gốc mà là ở cành lá cho nên thiết trí linh trận này phải có tính nhằm vào nếu không mà nói là làm nhiều công ích về lực hấp thu của thủy vân thần thụ. Năm đó đang tiên đông điện điện chủ xích hàng vũ, cũng không có nói cẩn thận như vậy. Tam đại tông chủ đều âm thầm kinh ngạc, nhất thời lên tiếng không được. Thủy giao hít một hơi, đang muốn mở miệng, nhậm thương khung cũng cười nói, thủy giao tiên tử tất nhiên có điều nghi ngờ, điểm này ngươi có thể trắc thử một lần. Thủy giao quả thật có chút hoài nghi, bởi vì bình thường, cây cối đều là gốc hấp thu, thủy vân thần thụ có đặc điểm này sao? nàng nghiên cứu thủy vân thần thụ cũng có mười mấy năm nhưng không phát hiện đặc điểm này thật là có chút cảm giác thất bại kỳ thật nhìn thấy nhậm thương khung phân tích cẩn thận như vậy ở sâu trong nội tâm nàng là đồng ý với phán đoán của nhậm thương khung chỉ là miệng lại không muốn thừa nhận nàng cảm thấy tiểu tử trẻ tuổi này ngay cả niên kỷ cũng nhỏ hơn nàng nàng có thể cam chịu hạ phong mới lạ ba vị tông chủ trên cơ bản biện pháp của ta cũng chỉ có một cái này đương nhiên biện pháp này có hữu hiệu hay không phải chờ vạn năm thủ kiếp mới có thể nghiệm chứng nhậm thương khung cười cười lại nói tiếp ba vị tông chủ có cảm thấy mình thiệt thòi hay không vân hạc tường mỉm cười thương khung đại sư lời này là khách khí rồi chúng ta lựa chọn báo giá của ngươi đó là công nhận thực lực cùng thân phận của ngươi thường cổ thần thụ này chỉ sợ là vạn dược tôn tái sinh cũng không dám nói có thể trị hết nhưng mà hôm nay nghe thấy cao luận của ngươi chúng ta vẫn là tán thành đúng không thủy giao chất nữ thủy giao khẽ hừ một tiếng hắn nói một đống lớn mơ mơ hồ hồ cũng không biết thiệt giả nhưng có lẽ hắn sẽ nói không bậy linh tinh vân hạc tường cười ha ha tốt linh trận này thiết trí như thế nào đến lúc đó còn phải mời thương khung đại sư chỉ điểm thương khung đại sư việc này phải làm phiền ngươi ở nơi này một đoạn thời gian rồi Nhậm Thương khung tuy rằng nóng lòng thoát thân, nhưng một khi đã cùng Thủy Vân Tông có giao dịch này, hắn không thể buông tay không quản. Ở trong này, mỗi ngày chiến thiên huynh lấy rượu ngon chiêu đãi, ta quả là có chút vui đến quên cả trời đất. Ha ha, ta còn có một ý kiến, nếu có huyền cấp linh thạch thủy tính mà nói, có thể dùng để thiết trí linh trận, làm ít công to. A. À, huyền cấp linh thạch, linh lực đầy đủ, tạp chất ít loại linh thạch này bình thường thời gian tạo thành rất dài, trải qua chắc lọc thiên địa tinh hoa, thường cổ thần thụ hấp thu nó, sẽ không bài xích. Linh thạch cấp bậc càng cao. Linh lực tự nhiên càng tinh thuần, đây là không thể nghi ngờ. Huyền cấp linh thạch. Vân Hạc tường dậm chân, sớm biết hôm nay, ngày đó tại sao lại tuyển truy nhật vẫn thiết của truy nhật kiếm minh, tuyển báo giá của Bảo Thạch Tông có phải tốt hơn không? Bảo Thạch Tông thừa thải linh thạch, huyền cấp linh thạch có rất nhiều đương nhiên thủy vân tông là đại tông môn huyền cấp linh thạch dự trữ cũng sẽ không thiếu ít nhất hao phí dùng cho thiết trí linh trận là tuyệt đối đủ ly khai thủy vân thần thụ viên nhậm thương khung trực tiếp tới động phủ bên cạnh động phủ của vân chiến thiên thủy vân tông bên này thủy giao là thiên tài dược vương tự mình mang đội bắt đầu dựa theo biện pháp của nhậm thương khung chỉ điểm chuẩn bị thiết trí linh trận thủy giao từ khi bắt đầu có chút không phục nhưng trải qua cẩn thận thí nghiệm phát hiện thật đúng là như nhậm thương khung nói lực hấp thu linh ở gốc của thủy vân thần thụ nhiều nhất chỉ có một phần mười mà lực hấp thu của cành lá ước chừng chiếm chín thành phát hiện này hoàn toàn phá vỡ hiểu biết của thủy giao lại có linh dược mà gốc hấp thu không bằng cành lá này cơ hồ chính là phá hỏng chân lý không nghĩ tới mọi việc đều có ngoại lệ Thủy giao hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này, cũng chưa từng phát hiện vấn đề này. Hôm nay xem ra, thủy giao cũng không thể không thừa nhận, vì cái gì nàng khắc khổ tu luyện như thế, thiên phú cao như thế, cho tới bây giờ cũng chỉ là dược vương, mà nhậm thương khung so với nàng trẻ tuổi hơn, đã là dược thánh đại sư. Trên lệch, có lẽ thực không đơn giản là thiên phú, còn có rất nhiều mặt khác. Ít nhất, nhậm thương khung chưa bao giờ câu nệ quy cũ, mà nàng lại có thói quen suy nghĩ theo tri thức bình thường loại suy nghĩ hình thức này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới phán đoán của nàng theo nghiên cứu không ngừng xâm nhập sự bồi phục của thủy giao đối với nhậm thương khung là tâm phục khẩu phục nàng phát hiện nhậm thương khung ngày đó ở dưới thủy vân thần thụ đông nhìn một chút tây nhìn một chút hiện tại hồi tưởng lên mỗi một chi tiết của nhậm thương khung kỳ thật tràn ngập thâm ý cũng không phải nàng cho rằng cố làm ra vẻ nhậm thương khung kiểm tra lá cây cành lấy thổ nhưỡng lấy linh căng đủ loại chi tiết kỳ thật chính là thí nghiệm vấn đề hấp thu linh lực kia chỉ là thủy giao lại không rõ vì cái gì nhậm thương khung có thể thí nghiệm ra linh lực hấp thu mạnh yếu mà bản thân nàng phải mượn các loại thủ đoạn các loại thí nghiệm mới được nàng nào biết đâu rằng bất hủ đế khí của nhậm thương khung thập phần biến thái bản thân chính là thái cổ thần điển tu luyện ra bất hủ đế khí bản thân chính là thần cấp linh lực câu thông thủy vân thần thụ ẩn ẩn có một cảm giác linh lực cộng minh căn bản không cần giống như đại sư bình thường cần các loại thí nghiệm đây là ưu thế của nhậm thương khung đó là ngay cả vạn dược tôn cũng không có khả năng có nguyên nhân chính là vì thế thủy giao lại càng cảm thấy nhậm thương khung này quả thật sâu không lường được ai từng nghĩ đến nhìn như hành động tùy ý Tuy nhiên mỗi một bước đều có thâm ý. Linh trận bắt đầu làm, Nhậm Thương Khung cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Thông qua chỉ điểm của hắn, Thủy Vân Tông bên này, ở bên cạnh Thủy Vân Thần Thủ Thiết Trí Bảy Linh trận vận chuyển linh lực cuồn cuồn không ngừng cho Thủy Vân Thần Thủ. Nhậm Thương Khung ở trên trận pháp cũng rất có nghiên cứu. Ngày đó ở Đế Hào Không Gian, Đế Hào Tiền Bối để lại năm phần lễ vật cũng có thủ đoạn chế tác linh trận cùng phụ lục. Nhậm Thương Khung chỉ điểm một chút đã có công hiệu vẽ rộng điểm mắt. Bảy tòa linh trận làm xong, tam đại tông chủ nhìn thấy linh lực cuồn cuộn như thế. Chút lo lắng trong lòng giảm bớt, nghĩ thời điểm làm linh trận, nhậm thương khung đưa ra ý kiến, không khỏi cực kỳ bội phục. Thương khung đại sư, quả nhiên là không gì không làm được. Không nghĩ tới người đối với trận pháp, cũng có tạo nghệ cao thâm như thế. Vân mộ quả nhiên rất tò mò, thương khung đại sư rốt cuộc là đệ tử người nào đệ tử người nào này tự nhiên hỏi là phương diện linh dược nhậm thương khung khẽ mỉm cười nhưng không có trả lời nói ba vị tông chủ linh trận này tuy rằng không tính hoàn mỹ nhưng tuyệt đối so với ban đầu sẽ ưu việt gấp trăm lần nếu như thế cũng giải quyết không được vạn năm thủ kiếp mà nói ta cũng thực không còn biện pháp nào có thể thực thi vân hạc tường cười ha ha ta tin tưởng thương khung đại sư xuất thủ tất nhiên có thể thành công một khi đã nghĩ ra biện pháp nhậm thương khung tự nhiên cũng sẽ không dạy thủy vân tông luyện chế ngũ hành quyên nguyên đan lập tức nói ba vị tông chủ chuyện nơi đây ta đã hoàn thành ta còn có chút chuyện riêng muốn làm hôm nay liền từ biệt ba vị tông chủ phải đi rồi sao vân hạc tường giật mình ha hả trước sau cũng đã lưu lại một hai tháng có chiến thiên huynh ở thủy vân tông ngày khác lại đến bái phỏng ba vị tông chủ nếu linh trận này có chút sai lầm, cũng có thể truyền linh phù cho ta, ta nếu thuận tiện, tất sẽ đến xem xét." Tam đại tông chủ lại không đề phòng, nhậm Thương khung cư nhiên muốn đi. Vốn kế hoạch đã sắp xếp, một lần nữa bị quấy rầy. "Ha ha, Thương khung đại sư, hôm nay ngươi cùng thiên các đoạn tuyệt, không biết tương lai có tính toán gì không? Nếu không có nơi cư trú, thủy vân tông ta tuy rằng đơn sơ, cũng nguyện ý cấp Thương khung đại sư một vị trí." Vân Hạc tường châm trước nói. Đa tạ ý tốt của Vân Tông Chủ, chỉ là ta tuy rằng cùng thiên các đoạn tuyệt, nhưng tình thầy trò với thiên các kiếm tiên là không bao giờ thay đổi. Giờ phút này đầu nhập vào những tông môn khác, đối với sư tôn là bất kính. Nhậm thương không nhẹ nhàng từ chối. Vân Hạc tường mỉm cười, không hổ là cao đồ của thiên các kiếm tiên, quả nhiên là người trọng tình. Đúng rồi, trong này cũng không có người ngoài, vân mổ trong này, có một cọc mỹ sự thấy thương khung đại sư thiên tư hơn người danh quan thiên hạ hôm nay lại chưa có hôn phối lão phu muốn làm mai cho thương khung đại sư làm mai nhậm thương khung có chút không nghĩ tới vân tông chủ sao đang êm đẹp lại nghĩ đến chuyện làm mai cho ta tin tức này không khỏi cũng quá ngoài ý muốn vân tông chủ này thật sự là nói những lời làm cho người bất ngờ a à? Chương 484, truyền thụ luyện đan, thủy giao bái sư. Hiển nhiên, Vân Hạc Tường có tâm ý, tuy nhiên cũng có tư tâm, nếu hắn có thể lung lạc thiên tài trẻ tuổi này, người này nếu có thể vì Thủy Vân Tông ra sức, tuyệt đối là đại mỹ sự A, hắn giọng một cái, Vân Hạc không hoảng hốt không vội vàng, giọng nói cũng tràn đầy nhiệt tâm, cười nói, hắc hắc, ngươi trẻ tuổi tài tuấn như vậy, bổn tông lại rất yêu tài. Ngươi xem Thủy Vân Tông tài nữ Thủy Giao ta, bất luận là nhân phẩm hay tướng mạo, đều là có một không hai của Đông Hoàng Châu. Cùng thương khung đại sư ngươi, thật là trời đất tạo đôi. Nếu có thể kết làm tần tấn, tuyệt đối là thiên cổ giai thoại. Thủy Giao Nhậm thương khung thật là dở khóc dở cười, nghĩ thầm vân tông chủ này quả nhiên là loạn điểm uyên ương phổ. Vân tông chủ, thủy giao tiên tử thật là nhân gian tuyệt sắc, chẳng qua ta hôm nay đã có đạo lữ, thề non hẹn biển, vĩnh không rời nhau chuyện này thật là không có phúc hưởng thụ theo như thẩm mỹ bình thường thủy giao này mặc dù tính tình có chút cao ngạo háo thắng nhưng quả thật là giai nhân hiếm có nhưng mà nhậm thương khung ở phương diện nam nữ kiếp trước kiếp này cũng chỉ chấp nhận bắt cung giao mà thôi cái này đạo lữ của thương khung đại sư là thiên các lưu vân đạo bắt cung tiên tử ngươi hôm nay cùng thiên các đoạn tuyệt Lưu Vân Đạo có thể cho đệ tử lui tới với ngươi sao? Nhậm thương khung sắc mặt hơi lạnh, thiên cát. Thiên cát nếu ngăn trở ta cùng với Bắc cung giao, ta tất sẽ cho bọn họ nuốt hận chung thân. Vân Tông Chủ, chuyện mai mối này, không cần nhắc lại. Trên trời dưới đất, không người nào có thể ngăn trở ta cùng với Bắc cung giao. Người ngăn cản giết người, thần ngăn cản sát thần. Hà thị âm dương đạo không được, trảm không đạo không được, người nào cũng không được. Vân Hạc Tường cũng hít một ngụm lãnh khí. Hắn lại không nghĩ rằng, nhầm thương khung ở vấn đề này kiên quyết như thế, trong lòng âm thầm than thở. Biết chuyện mai mối này, chỉ sợ không thể thực hiện được. Cười khang một tiếng nói, thì ra thương khung đại sư cùng bắt cung tiên tử tình cảm sâu như thế, là vân mổ nhiều lời, ha ha ha, chuyện này không đề cập tới, không đề cập tới. Vân Hạc Tường lão luyện bực nào, mặc dù không cách nào dùng loại phương thức này lôi kéo nhầm thương khung, nhưng cũng có thể thông qua phương thức khác cùng nhậm thương khung kéo lên quan hệ. Cùng thiên tài bực này có quan hệ tốt, chỗ tốt nhất định sẽ không ít. Tỷ như vạn năm thủ kiếp của Thủy Vân Thần Thụ, chính là minh chứng. Bởi vì dính đến nữ nhi của Thủy Trường Đông, Thủy Trường Đông bị nhậm thương khung nói rõ cự tuyệt, ít nhiều gì vẫn còn có chút mất mặt. Bất quá nghĩ lại, nhậm thương khung cùng bắt cung giao sớm có thể ước, đây cũng là chuyện không thể làm gì nhớ năm đó thiên các kiếm tiên, cũng là đối với đạo lưỡng một mảnh thâm tình sao. Nhìn dáng dấp, thiên các chân kiếm đạo, quả nhiên đều là nhất mạch tương thừa, là trời sanh chung tình. Mà Tông Khâm Sâm có ý định này đầu tiên, cũng là âm thầm xấu hổ. Hắn cũng không ngờ tới. Người trẻ tuổi này, cư nhiên lại có nguyên tắc như vậy. Nhậm thương không thấy Vân Hạc tường cười mà qua, tự nhiên cũng không thể nào nghiêm mặt, cười nhạt nói, Vân Tông chủ ưu ái, nhâm mổ trong lòng biết rõ ta cùng với thủy vân tông mấy lần giao dịch lại cùng chiến thiên huynh không đánh không quen có giao tình huynh đệ này ngày sau cơ hội giao thiệp còn nhiều mà cái này có ý là không cần dùng mỹ nhân kế kéo ta mọi người như cũ có vẫn thể hòa thuận chỉ cần song phương không đối nghịch nhậm thương khung tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt vân hạc tường cười hắc hắc nói thương khung đại sư thật có phong độ ngược lại vân mổ tâm tư nhiều một chút ân ừ, thương khung đại sư phải đi chúng ta cũng không có thể ngăn trở chẳng qua là ngũ hành quy nguyên đan kia Nhầm thương khung lông mày hơi nhíu nghĩ thầm ta giúp ngươi trị liệu thủy vân thần thụ cam kết chỉ điểm phương pháp luyện chế ngũ hành quy nguyên đan này dĩ nhiên là không có hiệu lực chẳng lẽ ngươi tham lam như vậy còn muốn chiếm tiện nghi của ta a à a à, thương khung đại sư chớ nên hiểu lầm ý ta không phải như đại sư nghĩ. Nếu thương khung đại sư nguyện ý tự tay truyền thụ, Thủy Vân Tông chúng ta nguyện ý lấy thêm hai quả Thủy Vân thần quả đáp tạ. Đây cũng là một giao dịch, hai quả Thủy Vân thần quả cũng không nhỏ a, à, mặc dù nhậm thương khung không truyền thụ, có thủy giao là dược vương cấp thiên tài, lục loại mấy năm cũng có thể luyện ra, chẳng qua nói như vậy sẽ hao phí rất nhiều thời gian. Trong tu luyện giới, thời gian chính là sinh mạng. Võ đạo tu luyện nói trắng ra chính là cùng thời gian chạy đua có thể tiết kiệm thời gian thì nhất định phải tranh thủ nhậm thương khung ngẫm nghĩ chốc lát thủy vân thần quả kia cũng là đồ tốt không có lý do cự tuyệt gật đầu một cái nếu như thế ta liền lưu lại ba ngày nữa lấy thiên phú của thủy giao truyền thụ ba ngày vậy là đủ rồi đừng xem thủy giao trong lòng cùng nhâm thương khung so tài trải qua chuyện thủy vân thần thụ này thủy giao ở trong nội tâm đã buông bỏ loại mâu thuẫn đó lúc trước mâu thuẫn với nhậm thương khung là cảm thấy hắn còn trẻ tuổi không có đạo lý đè ở trên đầu mình hôm nay sự thật đã chứng minh nhậm thương khung ở phương diện linh dược là toàn phương dẫn trước nàng hơn nữa dẫn trước không phải là nửa điểm mặc dù thừa nhận cái này rất khó tiếp thụ càng khó hơn nhưng mà sâu trong nội tâm thủy giao cùng những người khác đồng dạng đối với cường giả có kính nể trời xanh dược vương cấp lực lĩnh ngộ cùng hiểu biết quả thật không thể xem thường bất quá loại thao tác này thủy giao quả thật không cách nào sánh bằng những lão gia hỏa mấy trăm tuổi thủ pháp cùng hỏa hậu là phải dựa vào luyện tập nhậm thương khung chỉ có thể chỉ điểm chi tiết trợ giúp nàng hiểu nhanh hơn tự thân mày mò ở trong tay nhâm thương khung luyện chế ngũ hành quyên nguyên đan có thể nói là thành thục cử trọng nhược khinh mỗi một chi tiết mỗi một thủ pháp đều có đại khí như vậy, tràn đầy phong phạm đại sư. Mà thủy giao ra tay, lại luôn thiếu thành thục, hơn nữa ở phương diện hỏa hầu. Còn kém xa hơn. Đây cũng là chuyện không cách nào bù đắp, dù sao hỏa hầu của nhậm thương khung, là dựa vào bất hủ đế khí, là trưởng khống lực của thần cấp, bất kỳ đan sư nào cũng không thể sao chết. Người khác phải thao luyện vạn lần, hắn hai ba lần liền có thể nắm chắc. Đây là ưu thế do bất hủ đế khí mang tới, là ưu thế áp đảo cho nên qua ba ngày thủy giao liên tục thất bại mà nhậm thương khung luôn biểu hiện hoàn mỹ tương phản mãnh liệt làm cho trong lòng thủy giao đã không còn bất mãn vào giờ phút này nhậm thương khung ở trong mắt nàng đã không phải là một thiếu niên chưa ráo máu đầu là cung phụng năm đó ở đan sư đại hội làm trợ thủ cho minh hoa đà mà là đan đạo đại sư chân chánh dược thánh đại sư vào giờ phút này nàng là tâm phục khẩu phục cũng may, nhậm thương khung cũng không có hạ khắc quá mức, ra trước chấm chú hướng dẫn, nhưng ba ngày thời gian, thủy giao hoàn toàn nắm giữ, đó là không có khả năng. Này nhất định phải trải qua thiên truy bách luyện mới có thể thành công. Đương nhiên, kỹ xảo và chi tiết đều đã hoàn toàn nắm giữ, rèn luyện hỏa hậu, việc này chỉ cần thời gian để tích lũy. Ân, ừ, cứ như vậy đi xuống, trong ba tháng có thể hoàn toàn nắm giữ. Đến lúc đó hẳn là có thể đạt tới chín thành năm thủy giao cắn môi, đối mắt linh động, lộ ra một vẻ sáng ngời. Làm cho người ta có một cảm giác yêu thích. Đôi môi khẽ mở, mang theo vài phần ý cười, thiên khung đại sư, tiểu nữ có một thỉnh cầu, không biết có thể nói được không? Ba ngày này, nhậm thương khung rõ ràng cảm giác được thủy giao này biến hóa, ngày đó không ngừng đấu khẩu cùng hắn, mà ba ngày này, nàng càng ngày càng ngoan hơn. Nhậm thương khung không biết đây là thủy giao đổi tính, mà là kiên định cho rằng này ước chừng chính là phản ứng của môn sinh e ngại giáo sư. Hiện giờ thấy nàng cười có chút giảo hoạt, có vài phần đề phòng, thỉnh cầu gì. Trước tiên nói xem. Thủy Giao nhẹ nhàng cười, con mắt sáng lên, trong lúc giơ tay nhấc chân, không ngờ có một dáng điệu thơ ngây của tiểu nữ nhân, cười hì hì nói, một dược thánh đại sư, chẳng lẽ sợ tiểu nữ tử như ta sao? Ha ha, tiểu nữ tử. Ngày đó chống đối lại ta, là tiểu nữ tử sao? nhậm thương khung cũng nói giỡn một câu. Thủy Giao cười càng thêm rạng rỡ, được rồi, ngươi xem xem, ngươi là nam nhân đại trượng phu, lại thù dai như vậy. Ngày đó ngươi ở Đan Tiên Đông Điện, đem nổi bật của ta đoạt hết, tiểu nữ tử ta, chẳng lẽ không được khó chịu sao? Nói sau, ta cho nhà hoàng đi mời ngươi. Ngươi cũng không nể tình. Càng thêm phiền lòng. Thấy nhậm thương khung vẻ mặt bình thản, không có nhiều phản ứng, thủy giao thở dài, được rồi, chuyện quá khứ bổn cô nương không thèm chấp, yêu cầu nho nhỏ này, ngươi đừng sợ ta có cạm bẫy gì chụp ngươi. Cũng không phải bắt ngươi lấy thân báo đáp, yên tâm đi. Nhậm Thương không có chút kinh ngạc, vẫn nghĩ thủy giao này là nữ tử kiêu ngạo, chưa từng nghĩ tới nàng còn có một mặt như vậy. Thiên khung đại sư, kỳ thật người ta chính là sùng bái tu vi linh dược của ngươi, muốn bái ngươi làm thầy, yêu cầu này không biết có được không? Cái gì? Bái ta làm thầy? nhậm thương khung quả thật bị kinh sợ thủy giao trừng mắt nhìn hắn một ngày vi sư cả đời vi sư ngươi dạy ta ba ngày chẳng khác nào là ba đời ân sư tốt lắm chuyện này định như vậy đi từ nay về sau tiểu nữ gọi ngươi là thiên khung sư tôn thủy giao thè lưỡi ra cười xấu xa thân ảnh lóe lên vui cười đi mất nụ cười này nếu bị nam tử ngưỡng mộ nàng nhìn thấy chỉ sợ tâm thần chao đảo phải ngây người cả buổi. Sư Tôn Nhậm thương khung sờ sờ cái mũi, thật sự là không hiểu ra sao cả. Nàng bái ta làm thầy. Đây là chuyện ta chưa đồng ý mà. Nhậm thương khung cũng mặc kệ nàng làm loạn, dù sau ba ngày thời gian đã hết. Hắn chuẩn bị bỏ cô chạy lấy người. Hắn tới chỗ vân tông chủ từ biệt, Thủy Trường Đông đã cười to đi tới. Ha ha, thiên khung đại sư, khuê nữ của ta nói ngươi đáp ứng nàng, thu nàng làm đồ đệ. Thật sự là thiên đại chuyện tốt. Vân Huynh, ta tính toán tổ chức nghi lễ bái sư, mời các tông môn đến xem. Ngươi cảm thấy như thế nào? Vân Hạc tượng nhất thời không hiểu được, ngơ ngác nhìn hai người. Nhậm thương khung vội hỏi, chậm đã, thủy tông chủ, lệnh ái chỉ là nói đùa, chỉ sợ là có hiểu lầm a, à, ha ha, không có, này không phải hiểu lầm. Giao nhi nhà của ta, đã nhiều ngày theo ngươi luyện đan đối với ngươi tâm phục khẩu phục. Lần này bái sư, là rất thành ý, tuyệt không tư tâm. Hy vọng thiên khung đại sư nghĩ tới thành ý của nàng, không nên cự tuyệt mới tốt. Nhầm thương khung dở khóc dở cười, hắn có dự cảm, mình đã bị thủy giao nha đầu kia đùa giỡn một phen. Chương 485, tin tức kinh thiên, thiên các treo giải vân hạc tường dù sao cũng là lão thành tinh thấy như vậy vội vàng rèn sắt khi còn nóng cười to nói tốt đích xác là chuyện tốt thương khung đại sư thủy giao thiên phú linh dược kinh người chỉ là không gặp danh sư chỉ điểm xích hàng vũ điện chủ không thu môn hộ một mực cùng lục đại tông môn xa cách mà dược thánh của truy nhật kiếm minh cùng tinh nguyệt cốc là bên đối lập không thể nào chỉ điểm thủy giao còn ngươi thì khác tuổi còn trẻ khí độ kinh người lại không có môn hộ. Đoạn giai thoại thầy trò này cũng có thể lưu truyền thiên cổ a. À? Không sai. Thương khung đại sư giao nhi một mảnh thành tâm, xin Thương khung đại sư thành toàn. Chẳng qua là quan hệ thầy trò, nhậm Thương khung cũng không tìm được lời cự tuyệt, cũng không cách nào cự tuyệt. Cuối cùng là hai đại tông chủ, đại đạo cấp cường giả, Đông Hoàng Châu cao cấp cự đầu. Mở miệng nói như thế là vô cùng coi trọng nhậm thương khung cũng không thể luôn làm mất mặt của bọn họ. Hai vị tông chủ, chuyện thu đồ đệ này, tới quá mức đột nhiên. Nếu thủy giao thật lòng, ta sẽ khảo sát nàng ba năm. Nếu ba năm sau, khảo sát hợp cách, ta sẽ thu nàng làm đồ đệ. Nếu khảo sát không hợp cách, lý niệm cùng ta không hợp, thì xin hai vị tông chủ thứ lỗi. Ba năm khảo sát, đó là một kết cục tốt, lẫn nhau đều có một bậc thang đi xuống. Vân Hạc Tường cùng Thủy Trường Đông trầm ngâm chốc lát, đều gật đầu. Tốt, liền ba năm. Vân Hạc Tường cười nói, chuyện thu độ đệ này, xác không phải trò đùa, ba năm khảo sát là phải. Trường Đông a, cái này phải xem Giao Nhi có phúc duyên không. Bổn tòa cả đời quen biết bao người, nhưng thường không đại sư, là người duy nhất ta không cách nào nhìn thấu. Giao Nhi nếu có thể bái làm sư, tuyệt đối là phúc duyên kiếp trước. Cái đánh giá này là vô cùng cao. Thủy Trường Đông vốn đối với nhậm thương không có chút ý kiến, thế nhưng ý kiến này, hôm nay đã sớm tan thành mây khói. 300 năm tỷ đại bỉ quán quân, dược thánh thân phận, trong lúc giơ tay nhất chân, đã giải quyết vạn năm thủ kiếp của Thủy Vân Thần Thủ. Mà ba ngày học tập, nữ nhi tâm cao khí ngạo, đối với nhậm thương khung đã triệt để sùng bái. Các loại nguyên do, làm cho Thủy Trường Đông không thể không biết, người trẻ tuổi này, quả thật đã có tư cách cùng bọn họ đặt ngang hàng cho nên nhậm thương không nói lên ba năm khảo hạch thủy trường đông cũng không cho đây là một tư thái cao thương khung đại sư mạo mùi hỏi một câu nhất mạch của ngươi là học từ nơi nào nhậm thương khung suy nghĩ một chút cười nói tất cả linh dược sư cuối cùng đều vì nhân sinh mà làm việc nếu như linh dược sư không thể tế thế cứu nhân mà nói kia cuối cùng cũng chỉ là công cụ cho thế lực tông môn ngay cả tu thành dược thánh cũng cuối cùng không phải là đại đạo tế thế cứu nhân vân hạc tường cùng thủy trường đông đều là hai mặt nhìn nhau bốn chữ này bọn họ cảm thấy rất quen tai nhất thời cũng không nổi xuất phát từ nơi nào hai vị tông chủ quấy rầy nhiều ngày thương khung hôm nay từ biệt sau này còn gặp lại nhậm thương khung nói xong kim quan sau lưng chợt lóe thái dương chi dực sinh ra đón gió mà lớn bay lên cửu thiên đâm thẳng hư không, đảo mắt hóa thành một đoàn kim quang biến mất ở chân trời. Đang tiên điện. Vân Hạc Tường cùng Thủy Trường Đông Cơ Hồ là đồng thời phản ứng kịp, cái tế thế cứu nhân vừa nói này, không phải là tôn chỉ của đang tiên điện sao? Chẳng lẽ, nhậm thương khung này là truyền thừa của đang tiên điện? Vân Hạc Tường cùng Thủy Trường Đông đều trận mắt hốc mồm, hồi lâu không lên tiếng. Năng lượng của đang tiên điện, bọn họ quá rõ một đan tiên đông điện. Ở Đông Hoàng Châu đã có quyền uy tuyệt đối, bất kỳ một tông môn nào cũng không dám chống đối bọn họ. Mà đan tiên đông điện, chẳng qua chỉ là phân điện của đan tiên điện. Mà thực lực của phân điện, chẳng qua chỉ là một phần mười của đan tiên điện. Đan tiên điện kia, có thể nói là thế lực khổng lồ nhất, thực lực mạnh nhất, mạng lưới giao thiệp rộng nhất, lực hiệu triệu mạnh nhất của thế giới loài người. Nhậm thương khung này, chẳng lẽ thật là tới từ đan tiên điện thần bí. Vân Hạc Tường cùng Thủy Trường Đông nhìn nhau một cái, đều là âm thầm may mắn, thật may là không có đắc tội vị đại gia này. Vẫn luôn là khách khí cùng hắn giao dịch công bình. Phục hồi tinh thần lại, Vân Hạc Tường trực tiếp gọi Vân Chiến Thiên tới, trịnh trọng phân phó nói, "Chiến Thiên, thương khung đại sư cùng ngươi không đánh nhau thì không quen biết, đoạn giao tình này đối với ngươi, đối với tông môn mà nói, đều hết sức trọng yếu." Ngươi nhất định phải nắm chặt, không nên phai nhạt giao tình này. Lúc cần thiết, cho dù là chủ động một chút, tư thái thấp một chút, cũng không có quan hệ, nhất định phải duy trì tốt đoạn giao tình này. Nhớ không? Vân Chiến Thiên cười khổ nói, sư tôn, hết lần này tới lần khác. Những trưởng bối các người ý tưởng quá nhiều. Ta cùng với mấy người nhậm huynh đệ, sớm đã kết bái huynh đệ, mọi người đều là hảo huynh đệ, giúp đỡ lẫn nhau, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu. Cái gì tư thái cao thấp, chúng ta không thích những thứ này. Vân Hạc Tường cùng Thủy Trường Đông đều sửng sốt, ngay sau đó nở nụ cười khổ. Nói cũng phải, đều là người tuổi trẻ, tầm cơ sao có thể theo chân lão gia hỏa bọn họ chứ? Bọn họ một lòng lo lắng những thứ này, đều là theo phong cách của bọn họ. Lại quên mất rằng, thương khung đại sư, dù sao cũng chỉ là một thanh niên 20 tuổi. Giữa những người tuổi trẻ, nào có nhiều so đo để ý như vậy để ý quá nhiều có lẽ sẽ phản tác dụng thủy trường đông gọi thủy giao tới ngữ khí thận trọng giao nhi thương khung đại sư nói muốn ba năm khảo hạch ba năm thời gian này nếu ngươi có thể thông qua khảo hạch của hắn liền có thể trở thành đồ đệ của hắn ta có thể nói cho con biết con ngàn vạn lần không nên xem thường thương khung đại sư này thiên phú linh dược thiên phú võ đạo đều vượt xa con có lẽ không qua trăm năm sẽ trở thành một đời truyền kỳ. Con có thể làm môn hạ của hắn, tiền đồ bất khả hạn lượng. Thủy Giao làm gì có nhất thời cao hứng, nàng mặc dù tâm cao khí ngạo, cũng là cuồng nhân linh dược. Lúc trước đối với Nhậm Thương Khung khó chịu, là bởi vì nghi ngờ hắn trẻ tuổi, cảm thấy hắn chỉ có hư danh. Hôm nay Nhậm Thương Khung dùng hành động thực tế, đã hoàn toàn chinh phục nàng. Nhất là ba ngày luyện đan kia, thủ đoạn của Nhậm Thương Khung để cho nàng biết được tại sao người ta là Dược Thánh đại sư. Khí độ cùng thực lực kia, quả thật nàng không cách nào so sánh. Đang lúc này, Tông Thiên Khâm chợt vội vã đi tới, trên mặt biểu lộ hết sức ngưng trọng. Hai vị đạo huynh, đại sự phát sinh. Đại sự phát sinh a, đại sự gì? Giọng nói Tông Thiên Khâm hết sức cổ quái, cũng không biết là kích động hay là tiếc nuối, lớn tiếng nói, thiên các thông báo thiên hạ, môn hạ nhậm thương khung phản bội nghi cùng yêu tộc cấu kết. Thiên các lấy danh nghĩa tông môn, thông báo tứ đại châu, mời các đại tông môn liên hiệp giết nhầm thương khung. Cái gì? Vân Hạc Tường cùng Thủy Trường Đông cũng khó tin lỗ tai mình, thiên các lại thật làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Nếu không ngu xuẩn, sao lại có quyết định bực này? Để thiên tài cho tông môn sử dụng không muốn, chẳng những không dung hắn, còn hiệu triệu tứ đại châu liên hiệp giết hắn. Cũng không biết, thiên khung đã quật khởi, ngươi nói giết là có thể giết sao? Nhậm thương khung hôm nay, không biết có bao nhiêu tông môn muốn chiêu mộ hắn, lôi kéo hắn, người nào sẽ quản thông báo của thiên các ngươi? Thủy trường đông thấy buồn cười, thiên các này lại nghịch thiên mà đi, ta xem bọn hắn cách diệt vong không xa. A i i đang ở trong phút mà không biết hưởng. Nếu nhậm thương khung này là đệ tử của Thủy Vân Tông ta thì thật tốt. Vân Hạc tường đau lòng ông đầu. Hai vị đạo huynh, thiên cát còn có treo giải thưởng. Thật đúng là hào phóng A, giải thưởng là huyền linh tam phẩm linh dược năm cây. Cao linh nhất phẩm linh thạch ngàn vạn. Người giết nhậm thương khung, phong đất 30 vạn dặm, phong vương phong hầu. Người bắt sống nhậm thương khung, ngoài phong vương phong hầu ra, còn có thể được vị trí khách khanh trưởng lão của thiên cát, hưởng thụ đãi ngộ chí cao. Tông thiên khâm gương mặt đùa cợt, đầu của hạ tùng ngâm, không phải là bị cửa kẹp chứ vân hạc tường cười cười thiên cát thông báo thì mặc kệ chúng ta làm như không thấy cũng không có hứng thú cùng bọn họ nghịch thiên thủy trường đông ngược lại cười nói hai vị các ngươi nói có bao nhiêu tông môn sẽ hưởng ứng hiệu triệu của thiên cát truy nhật kiếm minh vân hạc tường cùng tông thiên khâm cơ hồ là đồng thời nói ra cái tên này truy nhật kiếm minh ngày đó bị chân kiếm đạo đánh bại một mực tức giận khó quên lúc này có cơ hội như vậy không bỏ đá xuống giếng mới lạ tinh nguyệt cốc cùng bảo thạch tông cũng có thể tham dự bất quá bảo thạch tông cũng có thể sẽ mượn cơ hội lôi kéo nhầm thương khung đây là phân tích của tông thiên khâm vân hạc tường lắc đầu cười nói không hôm nay thế cục này đồng hoàng châu lục đại tông môn chỉ sợ là không có một tông nào sẽ chứa chấp nhầm thương khung tại sao tông thiên khâm ngây ngẩn cả người rất đơn giản thiên các ban bố thông báo này rõ ràng cho thấy muốn khơi dậy lòng đề phòng của tất cả tông môn thử hỏi nếu như có một tông môn chứa chấp những tông môn khác có kiên kỵ hay không có thể mượn cơ hội sanh sự hay không vân hạc tường ý vị thâm trường cười tiếp tục nói cho nên nhậm thương khung bây giờ chính là một củ khoai nóng tiếp được nó tất nhiên là mỹ vị không tiếp nổi đó chính là nóng bỏng tay vân chiến thiên vừa nghe liền nóng nảy sư tôn nói như vậy tình cảnh của nhậm huynh đệ hẳn là thật không ổn nói cách khác bảo thạch tông tuyệt đối không thể làm chuyện này thạch phá thiên là đệ nhất thiên tài của bảo thạch tông hắn có quyền phát biểu hắn cùng với nhậm huynh đệ cũng là huynh đệ kết nghĩa nếu như làm ra chuyện này chúng ta sẽ khinh bỉ hắn vân hạc tường thở dài nói tông môn lợi ích có lúc nhị đại đệ tử chưa chắc có quyền lên tiếng bất quá thủy vân tông ta tuyệt đối sẽ không đối phó nhậm thương khung, đây là nguyên tắc. Thất tinh đạo tràng, chịu ân huệ của nhậm thương khung, nên cũng sẽ âm thầm mở cửa cho nhậm thương khung. Thủy trường đông chật nhớ tới. A à, y Vân Hạc Tường một lần nữa than nhẹ, cái thông báo này cộng thêm giải thưởng, coi như Thủy Vân Tông cùng thất tinh đạo tràng án binh bất động, tình cảnh của nhậm thương khung cũng sẽ rất chật vật. Phải nhìn tạo hóa của hắn như thế nào? Cửa ái này, có thể vượt qua, đó chính là kim lân hóa rồng, không qua, hết thảy hóa thành tro bụi. Vân Chiến Thiên không nhìn được nói, sư tôn, chúng ta chẳng lẽ không giúp nhậm huynh đệ một tay? Giúp. Vân Hạc Tường cười hắc hắc, chúng ta nguyện ý giúp, hắn cũng chưa chắc nguyện ý tiếp nhận. Nhậm thương khung này, nhất định là nhân vật bất phàm, hắn cùng với thiên các đoạn tuyệt, tất nhiên cũng dự liệu được cục diện này. Có lẽ ván này, là hắn cố ý tạo nên để rèn luyện mình, cũng chưa biết chừng thiên tài cuộc khởi nhất định là oanh oanh liệt liệt chiến thiên ngươi phải biết chỉ có trải qua máu lửa khảo nghiệm thiên tài mới có thể bay cao trở thành truyền kỳ của thời đại nhậm thương khung này tuổi trẻ như vậy đã có thiên phú cùng hào tình như thế nếu thông qua tầng khảo nghiệm này nhất định sẽ trở thành truyền kỳ vượt qua thời đại chương 486, vương bài sát thủ, giữa đường phục kích. Nhậm thương khung rời khỏi Thủy Vân Tông, thu thái dương chi dựt lại, đổi thành tiểu bạch lao nhanh tới kính Nguyệt Thành. Đừng xem tiểu bạch bình thường biến nhát, nhưng tốc độ tu luyện lại không chậm chút nào. Nhậm thương khung ở đế hào không gian ăn gian, tu luyện tới hôm nay, là thần thông tam trọng, có thể coi là kỳ tích ở tuổi này. Nhưng mà tiểu bạch, cơ hồ là dễ dàng, đã tấn thăng đến tứ cấp yêu vương tứ cấp yêu vương tương đương với loài người thần thông tứ trọng bàn về cảnh giới ngược lại so với nhậm thương khung còn cao hơn một chút dĩ nhiên nhậm thương khung cũng thấy rất bình thường hắn biết tiểu bạch là thái cổ thần thú đối với nó mà nói coi như là không tu luyện bình thường trong quá trình lớn lên cảnh giới tự nhiên cũng sẽ tăng lên dù sao thái cổ thần thú trưởng thành ít nhất cũng tương đương với đại đạo cường giả mà đại đạo cường giả ở trong yêu tộc được đặt tên là Đại Thánh Cảnh. Nói cách khác, Tiểu Bạch nếu như theo tốc độ bình thường lớn lên, đợi đến thời điểm trưởng thành, ít nhất cũng là cấp bậc Đại Thánh. Đối với Tiểu Bạch mà nói, Đại Thánh Cảnh chẳng qua chỉ là giai đoạn khởi đầu của nó mà thôi. Đang lúc bay lượn, tốc độ của Tiểu Bạch chật chậm lại, hai cánh đang lên xuống, đột nhiên ngừng lại. Cùng lúc đó, nhầm thương khung cũng đồng thời phát hiện, ở giữa phiến quần sơn Nguyên Nga kia, ẩn giấu một cảm giác nguy cơ. Nhậm Thương khung thân chinh bách chiến, hơn nữa thần thức cường đại, có thể so với cường giả đại đạo cấp. Thần thức thúc dục, hóa thành từng đạo khí lưu, nhanh chóng bắn tới. Ân. Sát khí. Sát khí thật mạnh. Thần thức của Nhậm Thương không có thể so với đại đạo cấp, một khi khuếch tán, phạm vi bao trùm là vô cùng lớn, hơn nữa cơ hồ là có thể dò xét tất cả các ngóc ngách trong phạm vi trăm dặm. Bốn tên đều là thần thông lục trọng cường giả. Thần thức của nhậm thương khung đã đem tình huống chung quanh vài trăm dặm nắm giữ toàn bộ. Bốn thần thông lục trọng cường giả, mai phục ở bốn phương vị, hướng hắn tạo thành thế cục vây quanh bốn góc. Trọng yếu nhất là, khí chất của bốn người này, nhậm thương khung giống như đã từng quen biết. Ban đầu ở Vân La Thành, càng không bác tuấn ám sát hắn, khí chất của bọn hắn cùng bốn người này hoàn toàn tương tự. Sát thủ càng không minh trong lòng nhậm thương khung thầm giật mình, càng không minh này, cách lâu như vậy, rốt cục vẫn phải tới tìm mình tính sổ. Lần trước, càng không minh là được hạng thái hư mời. Hôm nay, hạng thái hư đã chết, bọn họ là được ai nhờ? Nếu nói càng không minh báo thù cho càng không bác tuấn. Nhậm thương khung tuyệt đối không tin, hắn từ càng không bác tuấn cũng đã nghe nói qua, sát thủ của tổ chức sát thủ nhận nhiệm vụ, hoặc là thành công, hoặc là thất bại, đều là tạo hóa. Tổ chức sát thủ, tuyệt đối sẽ không vì bất kỳ sát thủ nào mà báo thù. Tổ chức sát thủ, chỉ nhận ích lợi, không nhận thù riêng. Trừ khi, đối thủ uy hiếp đến tồn tại của tổ chức sát thủ, hoặc là hoàn toàn chọc giận tới tổ chức sát thủ đó. Cho nên, nhậm thương không xác định. Bốn người này, tất nhiên là được mời tới. Sáu thần thông lục trọng cường giả sao? Nếu như là ban đầu ở Vân La Thành, nhậm thương khung có lẽ sẽ kiên kỵ mấy phần. Hôm nay trải qua một loạt biến cố, sau khi tiến vào đế hào không gian khổ tu, cảnh giới cùng chiến lực của hắn đều tăng lên trên phạm vi lớn. Huống chi, 300 năm đại bỉ lần này, trải qua một trận với đao bạch vũ, cảnh giới cùng thực chiến lĩnh ngộ của hắn cũng nhận được thăng hoa. Trận chiến ấy đã được đại đạo cường giả công nhận, đã tiếp cận tới trận chiến của đại đạo cấp, tất nhiên là đại đạo nhất trọng. Cho nên, Hôm nay cho dù là đại đạo nhất trọng cường giả xuất hiện, nhậm thương khung cũng có nắm chiến một trận, bốn sát thủ thần thông lục trọng. Tới để chết sao? Một khắc mà nhậm thương khung dừng lại kia, bốn tên sát thủ cũng đồng thời phát giác, biết hành tung của bọn hắn đã bại lộ. Hưu! 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 Hưu. Bốn đạo thân ảnh, không hẹn mà từ bốn góc hóa thành lưu quan vọt ra, hình thành một trận pháp, đem nhậm thương khung vây ở trung tâm ha 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 nhậm thương khung rốt cục chờ được ngươi ngươi không ngờ rất nhẫn nại ở thủy vân tông lâu như vậy bốn tên sát thủ này sát khí trên người tản mát ra cùng đao bạch vũ rất tương tự hơn nữa ở khí thế cũng không yếu hơn so với đao bạch vũ bất kỳ một tên nào đều có thực lực có thể so với đao bạch vũ cho nên trận chiến này nhậm thương khung không thể khinh thường ánh mắt đảo qua nhàn nhạt hỏi nói như vậy ngược lại để cho các ngươi đợi lâu rồi hừ hãy bớt sầm ngôn đi nhậm thương khung có người đưa ra số tiền lớn để mua cái đầu của ngươi bất quá chúng ta là nghe nói ngươi ở thủy vân tông được năm quả thủy vân thần quả chỉ cần giao ra năm quả thủy vân thần quả này hôm nay sẽ cho ngươi một con đường sống như thế nào năm quả thủy vân thần quả những người này tin tức ngược lại rất linh thông hắn ở ba trăm năm đại bỉ được một quả sau lại trong giao dịch đạt được bốn quả thủy vân thần quả cộng lại đúng là năm quả chẳng qua là năm quả thủy vân thần quả kia một quả cho bắc cung giao bốn quả cho lý dật phong chính hắn nhưng không có lưu hắn trên người bây giờ có hai quả thủy vân thần quả là nhờ dạy thủy giao luyện chế ngũ hành quy nguyên đan mà được thấy nhậm thương khung không nói một gã sát thủ khác cười lạnh nói ngươi đừng nói ngươi không có thủy vân thần quả chúng ta ở chỗ này chận đánh ngươi, hết thảy tình báo đều rất chính xác. Không sai, chỉ cần ngươi để thủy vân thần quả xuống, chúng ta lập tức thả ngươi đi. Phải. Nhậm thương khung thản nhiên nở nụ cười, ta chỉ nghe nói tổ chức sát thủ, vì tiền bán mạng, thu tiền tài của người, vì người làm việc, lại chưa từng nghe qua, tổ chức sát thủ lúc nào lại chặn đường ăn cướp. Cản đường cướp bóc, là việc của lục lâm thảo khấu mà. Đường đường càng không minh, lúc nào trở nên không có tiền đồ như vậy cái gì bốn sát thủ kia đều hơi sững sờ nhầm thương khung này lại biết thân phận của bọn họ bốn người bọn họ tự hỏi ẩn giấu rất tốt không có bất kỳ sơ hở gì lại không nghĩ rằng nhầm thương khung này một hơi liền nói ra thân phận của bọn họ hừ nếu người biết chúng ta là sát thủ của càng khôn minh thì nên biết vương bài sát thủ của càng khôn minh vừa ra cũng chưa có chừa đường sống một là ngoan ngoãn giao đồ ra, hai là chúng ta giết xong rồi cướp. Nhậm thương khung, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn giao ra đây. Thủy vân thần quả mặc dù tốt, nhưng là vật ngoại thân. Ngươi sẽ không vì vật ngoại thân, mà ngay cả tính mệnh cũng không cần chứ. Bốn tên vương bài sát thủ này, chính là tồn tại dưới minh cấp sát thủ của càng khôn minh. Bất kỳ một cái nào, đều là vương bài của càng khôn minh. Bốn người này cùng xuất mã, đội hình cực kỳ cường đại thật ra thì, bốn tên sát thủ này, bất kỳ tên nào cũng là hạng giết người không nháy mắt. Sở dĩ bọn họ cùng nhậm thương khung dài dòng như vậy, tự nhiên không phải thật lòng muốn cho nhậm thương khung một con đường sống, mà là có điều kiên kỵ, muốn dùng một phép thử. Bọn họ chỉ cần giết người, nhưng đồ kia tất nhiên sẽ vào tay bọn họ. Nhưng mà, bọn họ lại sợ nhậm thương khung này liều chết, vạn nhất bọn họ bước vào đường cùng, tự bạo khí hải, mọi thứ sẽ trở thành hư vô, bọn họ muốn có thủy vân thần quả sẽ chỉ là mây khói không khách khí mà nói lần này treo giải thưởng mặc dù cao thù lao giết nhầm thương khung rất có lực hút nhưng đối với những sát thủ như bọn họ mà nói phần thưởng chỉ là vật ngoại thân những cái đó rõ ràng không bằng thủy vân thần quả bọn họ đều là thần thông lục trọng cường giả đều có cơ hội trùng kích đại đạo cấp trùng kích đại đạo cấp còn có cái gì có lực hút hơn so với thủy vân thần quả cho nên căn cứ vào cân nhắc này bọn họ mới có thể dài dòng như vậy một bộ hòa nhã cùng nhậm thương khung thương lượng nhậm thương khung là người bén nhạy bực nào sao không nhìn ra điểm này bất quá vẻ mặt của hắn vẫn yên tĩnh như cũ khóe miệng tràn ra một tia đùa cợt lòng bàn tay xoay chuyển liền xuất hiện một quả thủy vân thần quả tản ra ánh sáng mê người thủy vân thần quả không hổ là thượng cổ thần quả chỉ là nhìn bằng mắt cũng thấy tâm thần sảng khoái thủy vân thần quả trong mắt bốn tên sát thủ đều toát ra một tia tham lam ánh mắt gắt gao phong tỏa ở trên người nhậm thương khung hừ một quả thủy vân thần quả mà muốn đuổi chúng ta chúng ta biết ngươi có năm quả thủy vân thần quả như vậy đi chúng ta nơi này có bốn người mỗi người một quả còn lại một quả thuộc về ngươi như thế nào tốt rất tốt nhậm thương khung chợt cất tiếng cười to trong tay dương lên, thủy vân thần quả hóa thành một đoạn lưu quan màu trắng, giống như lưu tinh bay đi, trực tiếp hướng tên sát thủ phía trước bay tới. Tiếp nhận, thủy vân thần quả này, gặp đất sẽ tiêu, làm rớt xuống đất thì không phải lỗi của ta. Tên sát thủ kia hừ lạnh một tiếng, tay dương lên, một đạo kình khí hướng thủy vân thần quả đang bay tới cuốn lấy. Hắc hắc, bắt trật rồi. Một trảo kia, chập vào trong hư không, thủy vân thần quả hóa thành một đoàn bạch quang, trực tiếp biến mất ở trong tầm mắt hắn. Mà nhậm thương khung vẫn đứng tại chỗ, trong tay vẫn như cũ là quả thủy vân thần quả kia, mặt hiện lên một tia cười quỷ dị. Tên sát thủ kia sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng bật cười, nói như vậy, ngươi là mời rượu không uống muốn uống rượu phạt. Làm vương bài sát thủ, bị đối phương dùng chướng nhãn pháp lừa gạt, điều này làm cho hắn cảm thấy thật mất mặt. Bất quá, nụ cười của nhậm thương khung cũng thu lại, nhàn nhạt nói, ta uống gì rượu ngươi không cần quan tâm nhưng có thể khẳng định ngươi đời này mời rượu cũng tốt phạt rượu cũng tốt đều không có cơ hội cái gì ngươi uy hiếp tên vương bài sát thủ kia lời còn chưa nói hết chợt hai con ngươi giống như cá chết lội ra cổ giống như được gió lạnh lướt qua hai tay ông cổ tuyệt vọng miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thành lời ca ca tiếng xương cổ gãy lìa đầu lâu trực tiếp rớt xuống một màn quỷ dị này làm cho ba người kia hoảng sợ biến sắc nhậm thương khung vẫn bất động như núi mặt hiện ra tim mỉm cười nhìn về ba người kia thủy vân thần quả trong tay cũng không thu trong miệng cười nhạt nói thủy vân thần quả này các ngươi còn muốn lấy không vương bài sát thủ của càng không minh mỗi một người đều là tinh anh lại bị nhậm thương khung này âm thầm giết chết một đồng bạn ba người kia đều là cả kinh thất sắc lẫn nhau đối nhãn rối rít hướng nhậm thương khung ép tới tiểu tử ngươi đây là tự tuyệt đường lui giết hắn hô 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 ba đạo thân ảnh vừa hợp lại đã đổi thành một trận hình hình chữ phẩm cùng nhau giết tới ba sát thủ thần thông lục trọng nếu như chính diện đối kháng nhậm thương khung cũng không có ưu thế huống chi bị bọn họ hợp vây gào to một tiếng thân thể nhậm thương khung lăn không bay lên giống như một ngọn núi lớn nhô lên xông lên trời cao. Khí thế kinh người, bất hủ đế khí tràn ra, nhậm thương khung duỗi một bàn tay. Ba 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 đại thủ ấn chia ra tấn công vào ba phương vị. Chương 487, Ngũ Tinh Liên Châu, Đại Nhật Cực Quang, mọi người cẩn thận, tiểu tử này am hiểu công kích huyển tượng, còn có khôi lỗi nữa ba tên vương bài sát thủ, nhắc nhở lẫn nhau. Nhìn dáng dấp, bọn họ hiển nhiên đã có chuẩn bị, đối với lộ số của nhậm thương khung, là hết sức rõ ràng. Bất quá, rõ ràng thì rõ ràng, nhưng có thể phá giải hay không, thì là một chuyện hoàn toàn khác. Nhậm thương khung sông lên trời, thái dương chi dực sau lưng tự nhiên sinh ra, hai cánh rung lên, muốn lao ra khỏi vòng vây này, hắn biết, cửu dương đại thủ ấn riêng lẻ, tuyệt đối bức bách không được thần thông lục trọng cường giả. Cho nên, hắn nhất định phải thoát khỏi vòng vây này, chỉ cần thoát khỏi vòng vây của bọn họ, lấy chiến thuật du đấu, bằng vào tốc độ cùng đấu pháp quỷ dị của mình, đem ba người này từ từ đánh chết, cũng không phải là vấn đề khó khăn. Nhưng mà, ở trên hư không, thần thức của Nhậm Thương khung vừa tản ra, phản phất như bị kim đâm, một cảm giác cổ quái xông lên đầu. Thần thức đảo qua, phát hiện bốn phía xung quanh hắn, cư nhiên xuất hiện ba màn sáng nhàn nhạt. Màn sáng này rõ ràng cho thấy là từ linh khí tạo thành, giống như ba mặt núi lớn, đem nhậm thương khung vây quanh. Nhậm thương khung nếu xông lên, hai cánh của hắn giống như va vào mạng nhện, bị linh lực này cuốn lấy, tất nhiên sẽ lập tức mất thăng bằng. Những trận đấu này, chỉ cần có một chiêu sai lầm, tất nhiên sẽ bị địch nhân lợi dụng. Huống chi, ba đạo khí lưu này, rõ ràng có hô ứng lẫn nhau, giống như một trận pháp thần kỳ, nhậm thương khung nếu không cẩn thận mà nói, dù không bị linh lực này cắn giết chỉ cần bị vây ở bên trong liền trở thành mục tiêu sống cho ba tên sát thủ kia thật là âm hiểm thân thể nhậm thương khung hạ xuống lại phát hiện ba màn sáng khí lưu kia không ngờ cũng đè ép xuống gắt gao khóa không gian di động của nhậm thương khung lại ha 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 nhậm thương khung ngươi trước kia không thành thật bây giờ là trời không có lối đất không có đường tam tin ấn nguyệt đại trận này trừ khi ngươi có tu vi đại đạo cấp nếu không chỉ cần chạm vào khí này lưu sẽ tạo thành một khí lưu lốc xoáy một khi ngươi bị cuốn vào coi như không chết cũng phải tàn phế nhậm thương khung nhận mệnh đi nhận mệnh nhậm thương khung cười một tiếng hắn đời này bước vào võ đạo cho tới bây giờ cũng chưa có nhận mệnh mạng của hắn do hắn nắm giữ cho dù là đạo tôn chèn ép hắn cũng chưa từng nhận mệnh ba sát thủ này mặc dù mạnh nhưng chưa tới mức để cho hắn nhận mệnh. Toàn thân nhậm thương khung kim quan đại tác, bất hủ đế khí giống như thủy triều trào ra, ở quanh người hắn ngưng tụ thành một đạo phòng ngự. Chỉ bằng ba người các ngươi, muốn cho ta nhận mệnh. Nhậm thương khung thanh âm lạnh lùng, năm đó hạ tùng linh, vưu thiên chiến, lấy uy năng đại đạo chèn ép ta, cũng không thể cho ta nhận mệnh, ba người các ngươi, có tư cách gì để cho ta nhận mệnh. Không nhận mệnh, đi chết đi ba tên sát thủ kia cũng không hàm hồ dẫn động tam tinh ấn nguyệt đại trận kia không ngừng chèn ép xuống không ngừng thu nhỏ không gian hoạt động của nhậm thương khung lại chết quy năng của trận đích kia quả thật bất phàm ba đạo khí lưu đè xuống nhất thời tạo thành một cổ nước xoáy giống như không gian loạn lưu tốc độ kinh người nhậm thương khung khẽ quát một tiếng định bất hủ đế khí chung quanh tạo thành một vòng vây nho nhỏ đem nhậm thương khung hắn vây quanh. Dù ngoại giới là thiên khung sụp đổ, phong ngự mà bất hủ đế khí hình thành, tự thành một mảnh thiên địa, giống như một không gian độc lập, cùng ngoại giới không quan hệ. Cường đại nước xoáy kia, ở xung quanh lòng phòng ngự xoay tròn. Nhưng mà, vòng phòng ngự của nhậm thương khung, giống như mọc trễ xuống đất. Vô lượng nước xoáy kia xoay tròn đáng sợ như thế nào, thủy chung không cách nào rung chuyển mảy may. Nhậm thương khung, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, bây giờ đầu hàng, giao ra Thủy Vân thần quả, chúng ta còn có thể cân nhắc, tha cho ngươi một mạng. Cơ hội cuối cùng này, nếu ngươi không thật lòng, thì chờ chúng ta giết chết đi. Ba tên sát thủ kia rối rít lên tiếng, nói cho cùng, mặc dù chết một đồng bạn, nhưng mà tham niệm đối với Thủy Vân thần quả, vẫn để cho bọn hắn làm cố gắng cuối cùng. Nhậm Thương khung ngồi xếp bằng, cả người giống như thánh tăng nhập định, hai hàng lông mày khẽ dương vẻ mặt trang nghiêm. Trận pháp cường đại này, đúng là hắn bình sinh chưa thấy. Cho dù ngày đó đối mặt với thiên sát phân thân của Đao Bạch Vũ, cũng chưa từng bị động qua như thế. Dù sao, thiên sát phân thân của Đao Bạch Vũ, hắn trước đó đã có đề phòng, đã sớm có cách đối phó. Mà tam tinh ấn nguyệt đại trận này, đối phương bất ngờ phát động, hết sức giảo hoạt, căn bản không cho hắn thời gian phản ứng. Cho nên, Lưu Kim khôi lỗi, vạn tượng phi đao của hắn đều không thi triển được một khắc không cẩn thận lâm vào bị động hôm nay nhậm thương khung chỉ có thể dùng bất hủ đế khí cùng ba thần thông lục trọng cường giả đấu lực nhẫn nại nhưng mà loại so đấu này đối với hắn mà nói hiển nhiên là chuyện không sáng suốt bởi vì đối phương dù sao cũng là thần thông lục trọng cường giả bàn về cảnh giới bất kỳ một cái nào cũng đều hơn hắn Linh lực của ba người chung vào một chỗ đối với hắn có ưu thế tuyệt đối hơn nữa lực lượng trận pháp của đối phương có thể đem lực lượng của ba người tăng lên rất nhiều lần như vậy hắn nếu như tính toán lấy lực đối kháng tuyệt đối là hạ sách cho dù bất hủ đế khí của hắn mạnh mẽ nhưng không phải vĩnh cửu một khi linh lực trong cơ thể hao hết vậy thì không phải là bị động mà là tuyệt cảnh cho nên nhầm thương khung thoạt nhìn là ngồi xếp bằng vận khí chống cự trên thực tế là âm thầm vận khí, chuẩn bị liều mạng với đối phương. Địch nhân cường đại, quỷ trá, ngược lại khơi dậy sao động của bất hủ đế khí trong cơ thể hắn, khơi dậy ý chí chiến đấu bất khuất của hắn. Lần trước ở đế hào không gian, nhậm thương khung một mực tu luyện cửu dương đại thủ ấn, tu luyện một lần đánh ra năm cửu dương đại thủ ấn, ngừng kết thần thông đại nhật cực quan. Đại nhật cực quan này, quy năng so với thần thông lạc nhật kim dung là mạnh gấp mấy lần. Một khi ngưng kết, giống như Thái Dương nổ tung, tạo thành đại nhật cực quan, lực trùng kích rất mạnh, ít nhất hơn lạc nhật kim dung 4 năm lần. Phải biết rằng, thần thông lạc nhật kim dung cũng chẳng qua là ba cửu dương đại thủ ấn ngưng kết mà thành. Mà thần thông đại nhật cực quan này là năm cửu dương đại thủ ấn, một khi ngưng tụ thành, quy lực sẽ đáng sợ kinh người. Đây đối với nhậm thương khung mà nói, không thể nghi ngờ là một khảo nghiệm hắn mặc dù ngày trước một mực tu luyện thần thông đại nhật cực quan này nhưng dù sao cảnh giới có hạn cơ hồ không có tiền lệ thành công hơn nữa thần thông đại nhật cực quan thủ pháp ngưng kết so với lạc nhật kim dung thì phức tạp hơn nhiều lâm trận thi triển cũng cần nhiều chuẩn bị cũng may cục diện hôm nay của hắn nhậm thương khung ở bên trong phòng ngự nhất thời cũng không cần lo lắng địch nhân công vào có đầy đủ thời gian chuẩn bị chẳng qua là lực xoáy của tam tinh ấn nguyệt được ba tên sát thủ không ngừng thúc giục lực xoay càng lúc càng phát ra hung mảnh nếu không phải có lòng phòng ngự này bảo vệ thân thể của nhậm thương khung chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị cuốn lên trời cao thành mục tiêu sống cho bọn hắn bên trong lòng phòng ngự bất hủ đế khí của nhậm thương khung đã thúc giục đến cực hạn chỉ thấy tay của hắn không ngừng bấm động năm ngón tay bay tán loạn không ngừng dẫn động bất hủ đế khí bốn phía giữa trảo, một đạo cửu dương đại thủ ấn trực tiếp vỗ ra. Lại một cái. Liên tục ba cửu dương đại thủ ấn đánh ra, nhậm thương khung mặt không đổi sắc. Hô hấp thật sâu một cái, lại vỗ một cái, cửu dương đại thủ ấn thứ tư bị hắn vỗ ra. Nhậm thương khung nhất cổ tác khí, dẫn động bất hủ đế khí bốn phía, tạo thành khí lưu tuần hoàn. Tay phải vỗ một cái. Cửu dương đại thủ ấn thứ năm giống như thái dương mọc lên ở phương đông, từ lòng bàn tay phúng ra nhậm thương khung thấy năm đại thủ ấn đồng thời xông ra ở trên đỉnh đầu hắn không được quanh quẩn giống như năm con phượng hoàng vừa mới ra đời là mắt dị thường trong miệng nhậm thương khung đọc khẩu quyết ngón tay không ngừng dẫn động hai tay một chưởng làm ra tư thế quy nguyên cửu dương đại thủ ấn trên đỉnh đầu không được khép lại nhậm thương khung xuất mồ hôi tráng đánh ra năm cửu dương đại thủ ấn đối với hắn mà nói mặc dù có chút khiêu chiến nhưng còn chưa đến nỗi làm hắn kiệt sức. Nhưng mà, muốn đem năm cửu dương đại thủ ấn này hợp làm một, dùng tinh lực không ngừng thôi động, đem nó ngưng kết thành đại nhật cực quan. Quá trình này, có thể nói là khiêu chiến lớn nhất. Cũng may, quan mang của lòng phòng ngự chói sáng, khi bà tên sát thủ bên ngoài, không thấy rõ tình trạng bên trong. Chẳng qua là, bọn hắn biết, tam tinh ấn nguyệt trận pháp, tạo thành lực lượng xoay tròn tốc độ cao, giống như mũi khoan xuyên đá, đang không ngừng bào mòn, không ngừng phá tan phòng ngự của đối phương. Chỉ cần giải khai đạo phòng ngự này, nhậm thương khung sẽ trực tiếp rơi vào trận pháp của bọn họ. Đến khi đó, còn không phải là mặt cho bọn hắn chém giết sao. Cho nên, ba người rất thông dong, cũng không mạo tiếng. Bọn họ lấy được tình báo, cùng nhậm thương khung này đối chiến, tuyệt không thể nóng lòng cầu thành, nếu không rất có thể bị người này cắn ngược. Cẩn thận mới là vương đạo không thể không nói, chiến thuật này của bọn hắn là thành công. Bên trong lòng phòng ngự, năm cửu dương đại thủ ấn trên đỉnh đầu nhậm thương khung cơ hộ đã hợp nhất, nhậm thương khung hét lớn một tiếng, đem một bước cuối cùng hoàn toàn bổ túc. Oanh! Lực lượng cường đại, rốt cục ngưng kết mà thành. Giống như mặt trời chói chang, tản ra khí thế hủy diệt, hết sức kinh người. Nhậm thương khung gạo to một tiếng đứng lên, cả người giống như thiên thần, phủ lên hoàng kim chiến giáp, uy nghiêm vô cùng ngũ tinh liên châu đại nhật cực quan phá nhậm thương khung gầm nhẹ một tiếng đại nhật cực quan rốt cục ngưng tụ thành thế nhất phi trùng thiên giống như một yêu thú bị đè nén mấy chục vạn năm chợt thoát khốn xông ra hướng lên trời như một một hỏa lông ào ào bay ra khí thế vô kiên bất tồi phá hủy hết thảy đại nhật cực quan khí thế cuồng cuồng của tam tinh ấn nguyệt trận bị hỏa lông này xông tới khí thế tan tành, giống như một tòa băng sơn bị một cổ lực lượng cường đại từ bên trong giải khai, chia năm xẻ bảy. Đại nhật cực quan đã thành, quy lực quả thật không cách nào đỡ nổi, hướng tam tinh ấn nguyệt trận, liên tục công vào, bốn phía khuếch tán mà ra. Sóng nhiệt lan tràn, cơ hồ để cho ba tên vương bài sát thủ kia nhất thời hít thở không thông. Không tốt. Chương 488, lực lượng đáng sợ, vinh quy kính Nguyệt Thành. Lực cắn trả của đại nhật cực quan này, đem trận hình của ba người kia bắn lên cao. Ba người các ngươi, nhận mệnh đi. Nhậm thương khung bay theo đại nhật cực quan lên cao, đại nhật cực quan bị thần thức của nhậm thương khung thao túng, giống như cá voi hút nước, trực tiếp xông về một tên sát thủ gần nhất. Oanh Tốc độ cùng lực lượng của đại nhật cực quan một khi hình thành, cơ hồ là không thể ngăn trở đại nhật cực quan này một khi ngưng thành cơ hồ là tương đương với một kích của đại đạo sơ kỳ cường giả quy năng cùng tốc độ bực này thần thông lục trọng cường giả có thể ngăn cản sao đại nhật cực quan lao đến sát thân thể người nọ một màn đáng sợ xảy ra thân thể người nọ lấy kia tốc độ thấy được bắt đầu khô héo máu thịt trên người cùng đại nhật cực quan va chạm giống như hồng mềm bị hút nước hóa thành một đống xương ngay sau đó đống xương kia vỡ ra hóa thành tro bụi. Đại nhật cực quan, kinh khủng cực kỳ. Nhậm thương không giết một người, hai tên còn lại trận mắt há hốc mồm. Bọn hắn sao có thể nghĩ được, một khắc trước nhậm thương không còn bị bọn hắn áp chế gắt gao, không ngờ lúc này đại phát thần uy. Chỉ một chiêu đã giết mất một người, đơn giản giống như một đại đạo cường giả phát uy, khí thế này, hoàn toàn chính là ưu thế áp đảo. Mà đồng bọn bọn hắn, bị tia sáng kia lao tới, không ngờ tại chỗ hóa thành cho bụi. Quy năng này, thần thông này thật sự là quá đáng sợ. Nhậm thương khung một kích đắc thủ, ha ha cười to, lần nữa dẫn động đại nhật cực quan, hướng một người khác lao tới. Muốn thủy vân thần quả. Muốn lấy tính mạng của ta đi lãnh thưởng. Các ngươi có thực lực kia sao? Thanh âm nhậm thương khung rơi xuống, đại nhật cực quan đã cuồn cuộn lao tới, đuổi kịp sau lưng của một người trong đó. À, Đại nhật cực quan từ sau lao tới trước, giống như một hồng hoang cự thú tham lam, một hớp đem con mồi cắn nuốt. Thanh âm thảm thiết này cũng chỉ vang lên một nửa, sau đó hoàn toàn im bặt. Lực phá hủy của đại nhật cực quan thậm chí không để cho đối thủ kêu là trước khi chết. Còn lại tên sát thủ cuối cùng, cũng là chạy xa nhất, đã bay đến mười mấy dặm. Nhậm thương khung cười lớn một tiếng, thúc giục thái dương chi dực cực hạn, theo đuôi đuổi đến thân hình nhậm thương khung lao nhanh, không quá lâu, đã đuổi tới sát tên sát thủ kia. Người nọ thấy ba người đồng bạn liên tục bị giết. Tâm trí hoàn toàn tan tẩn, căn bản không có bất kỳ dũng khí chống cự, vừa trốn, vừa quát, nhậm thương khung, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao. Ta là vương bài sát thủ của càng không minh, nếu ngươi giết bốn người chúng ta, càng không minh cùng ngươi không chết không thôi. Ngươi tha cho ta một mạng, ta không chết không thôi sao? rất tốt, ta sẽ thực thi bốn chữ không chết không thôi này. Đây đã là lần thứ hai càng không minh các ngươi mạo phạm ta. Coi như bọn hắn không tìm ta, ta cũng sẽ tìm bọn hắn. Càng không minh, nhất định phải trở thành lịch sử. Nhậm thương khung một chút cũng không hàm hồ, lôi âm trúc kiếm huy động. Giống như dao long bay đi. Người nọ dốc hết tốc lực chạy trốn, đang muốn quay đầu lại, lại phát hiện kiếm khí kia như hồng, chờ hắn kịp phản ứng, kiếm khí đã hóa thành một đạo ánh sáng, xuyên qua người hắn. Kiếm quan chật lóe, chém làm hai khúc. Bốn tên vương bài sát thủ của càng không minh, chết. Nhậm thương không thu lại lôi âm trúc kiếm, cũng không lưu lại, triệu hồi tiểu bạch rời đi, cũng không xóa dấu vết tranh đấu ở hiện trường. Hắn biết, nếu càng không minh nhận nhiệm vụ đối phó hắn, như vậy bốn người này chết. Bất luận hắn hủy diệt hiện trường như thế nào, thì món nợ này cũng sẽ đổ lên đầu hắn. Cho nên, hắn dứt khoát không che giấu cái gì lưu lại hiện trường này cũng coi là cảnh cáo càng khôn minh một chút chấn nhiếp uy thế của càng khôn minh thật ra thì từ thánh địa thủy vân tông đến kính nguyệt thành đường xá cũng không xa xôi nếu như không phải là bốn tên sát thủ của càng khôn minh này cản trở nhậm thương khung bây giờ có thể đã đến kính nguyệt thành một đường đi nhanh ước chừng một canh giờ sau nhậm thương khung đã tới kính nguyệt thành vào cửa thành nhậm thương khung có một cảm giác an tường không biết tại sao, vừa đi vào Kính Nguyệt Thành này, hắn liền có một cảm giác như tới nơi thuộc về mình. Ở chỗ này, tâm linh của hắn phản phất có thể lắng xuống, có một cảm giác gia viên chân chính. Loại cảm giác này, cho dù là Vân La Thành, cũng chưa từng để cho hắn có cảm giác quy túc mãnh liệt như vậy. Cách lâu như vậy, trở lại phủ trưởng lão, nhậm thương khung trước tiên dĩ nhiên là đi bái kiến mẫu thân và tổ mẫu. Lần trước từ thiên các tới nơi này, Nhậm thương không trực tiếp đem phụ thân và tôn nguy đưa đến đế hào không gian, cũng không có nói cho mẫu thân biết chân tướng. Lần này trở về, hắn là tính toán nói cho mẫu thân biết. Bên trong phủ trưởng lão, ngược lại hết sức náo nhiệt. Hiển nhiên, tin tức nhậm thương không đoạt được quán quân 300 năm đại bỉ, đàn tiên đông điện đã sớm biết. Mà thông qua tầng quan hệ với tô thần trưởng lão, bên trong phủ trưởng lão, cũng là nơi lấy được tin tức tốt này trước tiên. Đoạn thời gian này, bên trong phủ trưởng lão, cơ hồ đều đang bàn luận chuyện này. Mọi người đều biết, Nhậm Thương không phải qua một đoạn thời gian nữa mới có thể trở về, bởi vì đại đạo cường giả của Thủy Vân Tông, tự mình mời hắn trị liệu Thủy Vân thần thụ. Không nghi ngờ chút nào, chuyện này trong mắt mọi người là vinh dự chí cao vô thượng. Bên trong phủ trưởng lão, bất kể là thuộc hạ của Nhậm Thương Khung hay là thân thuộc của Nhậm Thương Khung, đều cảm thấy hết sức tự hào cũng cảm thấy hết sức hạ giận. Ở thiên cát, địa vị của nhậm thương khung mặc dù cao, nhưng mà khắp nơi bị người chèn ép, giống như thiên khung tạo hóa trước xem thường thiên tài như vậy. Nhưng mà, vàng thật thì ở chỗ nào cũng có thể phát sáng. Khi nhậm thương khung vừa xuất hiện ở cửa chính, toàn bộ phủ trưởng lão phát ra một mảnh vui mừng, tất cả lớn nhỏ đều chạy ra. Hảo tiểu tử, đã về rồi sao? Nhậm tinh hà vui mừng đi tới, cùng nhậm thương khung ông mạnh cười to nói, ngươi biết không? Hơn một tháng này, mọi người đều đang thảo luận về ngươi A, à, hảo tiểu tử, quán quân 300 năm đại bỉ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phủ trưởng lão lâm vào trong vô hạn sung sướng. Ở tràng diện này, nhậm thương khung dĩ nhiên không tiện cùng mẫu thân nói chuyện của phụ thân, nên quyết định lát nữa sẽ nói. Dù sao phụ thân ở đế hào không gian, cùng thiên trạch thế giới ngăn cách, thần thức của đao bạch vũ cũng thao túng không được. Lần này, nếu như không phải có thiên sát tam biến gì đó, thì đã chém giết xong đao bạch vũ rồi. Thiên sát tam biến của đao bạch vũ. Đây là nhậm thương không chuẩn bị không kịp. Dù sao, hắn ở dưới tình huống không biết trước chuyện, nên không thể nào làm một lần đoạn tuyệt. Rõ ràng đã chém xuống thủ cấp, lại còn có thể bằng vào thiên sát trọng tố chân thân, không thể không thừa nhận, trảm không đạo thật là tà môn hết sức. Lần sau, nhất định phải chém chết đao bạch vũ dùng đại nhật cực quan đem hắn đốt thành tro bụi, nhìn hắn từ tro tàn phục sinh như thế nào. Nhậm thương khung thầm hạ quyết tâm. Bên trong phủ trưởng lão, vui như mở hội, nhậm thương khung cũng không giấu giếm, đem Thủy Vân Thần Sương Tửu lấy ra khao thuộc hạ cùng tộc nhân. Thủy Vân Thần Sương Tửu này, sau đó Vân Chiến Thiên lại đưa cho hắn không ít. Rượu ngon bực này, coi như rất nhiều đạo tôn tông môn, bình thường cũng không có cơ hội dùng đến nhậm thương khung cũng không ca ngợi thủy vân thần sương tửu này, chỉ nói là rượu ngon, để mọi người cùng uống thử. Những người trong nhậm thị gia tộc, lâu nay ở Vân La Thành, không uống qua loại rượu thượng phẩm gì, nhưng mà mộ dung ở thiên thương phân đà, đã tiếp xúc qua một ít rượu ngon. Mà càng nhất tam huynh đệ, thân làm sát thủ, vào Nam ra Bắc, cũng hưởng qua không ít rượu ngon. Nhưng Thủy Vân Thần Sương Tửu này vừa vào miệng. Sắc mặt đều biến đổi rượu này vào cổ họng liền giống như uống quỳnh tương ngọc dịch làm cho người ta có một cảm giác vui thích không nói ra được rượu ngon mộ dung thở dài nói thiếu chủ rượu này tên là gì rượu ngon bực này tuyệt đối là rượu ngon đỉnh cấp của thiên trạch thế giới không tệ rượu ngon bực này chẳng lẽ là thủy vân thần sương tửu càng nhất thất thanh hỏi a a à, ngươi nhìn không sai nhậm thương khung cười a à a à nói rượu này là thủy vân thần sương tửu, bình thường rất khó có thể dùng được. Càng nhất mừng rỡ, thật sự là thủy vân thần sương tửu. Ha ha ha. Không nghĩ tới, càng nhất ta cư nhiên cũng có một ngày uống đến nó. Nghe nói, thủy vân thần sương tửu này là lấy sương trên thủy vân thần thụ, trải qua 49 ngày chân cất mà thành, chính là thần tử chí tôn thiên hạ. Thủy vân tông chỉ dùng nó chiêu đại khách quý cao cấp nhất. Không nghĩ tới, thần tử mà những đạo tôn cao cao tại thượng mới có thể hưởng dụng, chúng ta hôm nay cũng có thể uống say, ha ha. Tất cả mọi người đều vui vẻ cười to, đang uống sung sướng, chợt ngoài cửa báo lại, Tô thần trưởng lão tới chơi. Nhậm Thương khung vội nói, mau mời. Tô thần trưởng lão cùng hắn là huynh đệ kết nghĩa. Quan hệ hai người không tầm thường. Vốn nên là hắn đi bái phỏng Tô thần trưởng lão, không nghĩ tới Tô thần trưởng lão lại tới trước. Tô đại ca, vốn ta tính sẽ đi bái phỏng ngươi, không ngờ ngươi lại tới trước. Nhanh vào trong uống một chén thủy vân thần sương tửu. Thủy vân thần sương tửu. Tô thần sửng sốt, thủy vân tông ngược lại rất hào phóng, cứ nhiên tặng ngươi rượu ngon bực này. Ha ha huynh đệ, ngươi ở 300 năm đại bỉ cường thế đoạt quán quân, thật đúng là để cho người ta giật mình a, à. ha ha, Tô đại ca cũng tới treo gẹo huynh đệ sao? Tới tới tới, mời vào trong trước uống một chén lại nói tô thần lại nắm cánh tay nhậm thương khung huynh đệ nếu là thủy vân thần sương tửu vốn là vô luận như thế nào ta cũng muốn uống một chén nhưng mà lúc này ngu huynh tìm ngươi là có một chuyện khẩn yếu ta vừa nghe nói ngươi trở lại trước tiên liền tới tìm ngươi chuyện này quan hệ trọng đại nga chuyện gì chuyện là từ thái thượng trưởng lão hô duyên ngạo bác trước đó vài ngày Tộc đệ của Thái thượng trưởng lão từ tổng bộ Đang Tiên Điện giá lâm. Tên tộc đệ này của Thái thượng trưởng lão muốn đoạt lấy vị trí của điện chủ đại nhân. Chuyện này tên đã lên dây, nếu không phải điện chủ đại nhân nghĩ biện pháp trì hoãn. Chỉ sợ cướp quyền. Vị trí điện chủ này không phải là tổng bộ Đang Tiên Điện bổ nhiệm sao? Chuyện này nói rất dài dòng, trong quy củ của Đan Tiên Điện là có một quy củ như vậy nếu thái thượng trưởng lão cảm thấy điện chủ tại vị không xưng, có thể liên hiệp các trưởng lão khác, phế truất điện chủ, bầu một người mới. Hôm nay, thái thượng trưởng lão bên kia, bởi vì tộc đệ hắn đến, ngược lại khống chế càng nhiều trưởng lão hơn. Quyền uy của điện chủ đại nhân bị khiêu chiến rất lớn. Hôm nay, rất có thể sẽ có một cuộc so đấu công khai. Hơn nữa bên kia cũng lên tiếng. Muốn cùng điện chủ đại nhân so đấu tu vi linh dược. chương 489, thất tinh thú phù, huynh đệ ruột thịt. So đấu Linh Dược Nhậm thương khung không khỏi thấy buồn cười, đến cấp bậc Dược Thánh này cũng muốn so đấu tu vi Linh Dược sao? Điều này làm cho hắn không khỏi nhớ lại Đan Sư Đại hội năm đó. Lúc ấy, lôi kiếm của Truy Nhật Kiếm Minh cùng với thanh thủ trưởng lão của Tinh Nguyệt Cốc, hai người này là Dược Vương Cấp, ưu thế rất rõ ràng. Nếu như không phải hắn âm thầm chiếu cố Minh Hoa Đà, hai người kia tất nhiên sẽ là nhân vật chính hôm nay suy nghĩ một chút ngược lại cảm thấy hết sức thú vị thấy thần thái tô thần có chút nóng nảy nhậm thương khung cười nói tô đại ca chuyện này cũng không phải chuyện gấp trước mắt tới 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 đến bên trong ngồi một chút ngươi là trưởng lão của đan tiên đông điện quyền cao chức trọng cũng đừng để cho mọi người bị ngươi dọa sợ ha ha giữa hai người bọn họ vui đùa một chút cũng không tính là thái quá Tô thần thấy nhậm thương khung cười ung dung, trong lúc nhất thời cũng bị tâm tình của hắn lây sang, gật đầu một cái đi vào. Thấy trưởng lão của Đan Tiên Đông Điện, người đang ngồi đều đứng dậy. Không nói tô thần khoảng thời gian này, đối với phủ trưởng lão của nhậm thương khung hết sức quan tâm. Chỉ riêng thân phận của hắn, cũng để cho những người ở đây ngước mắt. Thấy mọi người đều muốn đứng lên thi lễ, tô thần cười nói, mọi người tối nay không luận thân phận, chỉ uống rượu thôi thấy tô thần hòa ái, mọi người cũng từ từ buông lỏng. Tô thần nâng chén cười nói, ta mặc dù làm trưởng lão đang tiên đông điện rất nhiều năm, nhưng thủy vân thần sương tửu này, hôm nay cũng bất quá là lần thứ hai được thưởng thức. Lần đầu là đi theo điện chủ đại nhân đến thủy vân tông bái phỏng. Thủy vân thần sương tửu này, chính là lấy sương sớm trên thủy vân thần thụ, trải qua 49 ngày chân cất. Dung hợp rất nhiều linh dược mà tạo thành rượu, nó là Đông Hoàng Châu đệ nhất thần tử. Tới, mọi người cùng ly. Rượu ngon lương tiêu, lại có nhậm thương khung khải hoàng trở về, toàn bộ phủ trưởng lão không khí rất náo nhiệt. Nhậm thương khung tiễn tô thần về, cùng hắn ước định, sáng sớm ngày mai sẽ đi bái phỏng điện chủ đại nhân. Càng nhất, có chuyện này quên nói với các ngươi. Nhậm thương khung gọi lại càng nhất tam huynh để chuẩn bị rời đi lại. Tam huynh đệ này theo nhậm thương khung tới nay, ngược lại không trách không oán, cũng không có nhị tâm. Đại nhân, có chuyện gì sao? Càng nhất cung kính hỏi lại. Biết được nhậm thương khung là quán quân của 300 năm đại bỉ, tam huynh đệ này đối với nhậm thương khung càng thêm cung kính. Bọn họ rất rõ ràng, những cao cấp thiên tài của lục đại tông môn kia, bất kỳ một cái nào, đều không phải là tồn tại mà tam huynh đệ bọn họ có thể so sánh. Nhưng mà, thương khung đại nhân dùng lực một người, quét ngang quần hùng, đoạt được vô địch có thể nói là thiên tài trong thiên tài nhân vật như vậy đi theo hắn là tiền đồ vô hạn lúc ta rời thủy vân tông gặp bốn vương bài sát thủ của càng không minh bọn họ nhậm thương khung đem tình huống của bốn tên sát thủ kia miêu tả một chút càng nhất sắc mặt đại biến là bọn họ thiên nam tứ tinh bọn họ là vương bài sát thủ của càng không minh ở đường triều toàn toàn bộ bị đại nhân diệt phải nhậm thương khung hời hợt, hắn quan tâm không phải là thiên nam tứ tinh này, mà là tình huống tổng thể của càng khôn minh, lập tức hỏi, càng khôn minh kia, rốt cuộc có bao nhiêu vương bài sát thủ, trên nó còn có cấp bậc gì không? Vương bài sát thủ, có 12 tên. Đại nhân đã diệt 4, như vậy còn có 8. Về phần cấp bậc trên, đó chính là minh cấp sát thủ. Minh cấp, luôn luôn thần bí khó lường. Chúng ta một mực cũng không biết cụ thể có mấy chúng ta biết chỉ có hai. Nhưng cũng có tin đồn nói, trên thực tế càng không minh này, có ba minh cấp sát thủ. Minh cấp sát thủ, đều là đại đạo cấp cường giả. Nhậm thương khung nhàn nhạt hỏi. Thời điểm càng nhất nhắc tới minh cấp sát thủ, bắp thịt trên mặt cũng hơi giật giật, hiển nhiên là có điều kiên kỵ. Sát thủ càng không minh đẳng cấp xâm nghiêm, có luật lệ vô cùng nghiêm khắc, chế độ cũng tàn khốc vô cùng nếu để cho người khác biết tam huynh để bọn họ không có chết, ngược lại đầu nhập nhậm thương khung, như vậy tầng cao nhất của càng khôn minh, tất nhiên sẽ rất tức giận. Nếu như thật đúng là đưa tới minh cấp sát thủ, tam huynh để bọn họ là hết sức kiên kỵ. Dù sao vương bài sát thủ, bọn họ có lẽ sẽ chu toàn. Nhưng mà minh cấp sát thủ thì căn bản không phải là bọn họ có thể chống cự. Trên lệch quá xa. Thế nào, các ngươi sợ? Càng nhất cắn răng một cái, thở dài nói, minh cấp sát thủ kia, hết sức đáng sợ. Thuộc hạ là bản năng có chút sợ hãi. Bất quá nơi này là kính Nguyệt Thành, là địa bàn của Đan Tiên Đông Điện, coi như là càng không minh, cũng không dám ở nơi này dương oai. Cho nên, ba huynh đệ chúng ta rất an toàn. Ân, ừ, các ngươi đi xuống trước đi. Minh cấp thì như thế nào? Các ngươi chỉ cần dụng công tu luyện sớm muộn cũng có thể đi vào đại đạo cấp. Tam huynh đệ kính cẩn rời đi, ở trước mặt chủ nhân trẻ tuổi này, bọn họ cảm nhận được một loại uy áp rất mạnh, một loại uy nghiêm mà bọn họ không cách nào nhìn thấu, làm cho bọn họ không cách nào kháng cự, cam tâm thần phục. Sau khi ba người này rời đi, nhậm tinh hà lắc hồ lô rượu, có vẻ vẫn còn thèm thuồng, lão đệ, tới tới tới, bội ca ca ta uống một phen. Nhậm thương không biết, nói là rượu huynh trưởng này sợ rằng không kém ngô câu chút nào. Nhậm thương khung ông bả vai nhậm tinh hà, cười nói, đi, hai huynh để chúng ta đi hậu viện ngồi một chút. Đi tới hậu viện, hai huynh đệ ngồi ở trên băng đá, nửa nằm nhìn lên tinh không, nhậm thương khung than nhẹ một tiếng, ca, điệp vũ tiểu thư, tâm tình có tốt hay không? Lạc điệp vũ trong một đêm, mất tất cả thân nhân. Mặc dù không phải nhậm thương khung hắn làm hại, nhưng nói cho cùng, ít nhiều cũng có chút dính líu tới hắn. Lạc Điệp Vũ rất hiểu đại nghĩa, không có giận hắn, nhưng mà ở sâu trong nội tâm hắn vẫn còn có chút ấy nấy. Thương khung, con đường võ đạo đã là tàn khốc như thế, một bước đi sai chính là cả nhà mất hết, ngươi không cần lo nghĩ. Ngày đó nếu như không có ngươi từ thiên cát chạy về, Nhậm Thị gia tộc chúng ta chỉ sợ cũng bị Vân La thành chủ La Hiên tiêu diệt. Nhậm Tinh Hà ở trên vấn đề này ngược lại nhìn rất thoáng hắn cũng biết chuyện này quả thật quan hệ cùng nhậm thương khung không lớn nhậm thương khung trong lúc nhất thời kinh ngạc không nói chợt nhớ tới một chuyện từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một đạo linh phù hình thù cổ quái giống như quyển trục đây là gì nhậm tinh hà dù sao cũng không có kiến văn nhiều như nhậm thương khung thấy vật này cổ quái lại lộ ra một cổ năng lượng làm cho hắn kích động là đồ tốt thất tinh thú phù chớ xem thường thú phù này. Một khi toàn lực thúc giục, quy lực vô cùng. Nói tóm lại, dù là huynh gặp phải đại đạo nhất trọng cường giả, toàn lực thúc giục thú phù này mà nói, cũng có thể kiềm chế một chút, hoặc giả có thể chạy trốn cũng chưa biết chừng. Mạnh như vậy, đại đạo cường giả cũng có thể chế trụ. Ân, ừ, cái thất tinh thú phù này, phong ấn bảy thú hồn tương đương với thần thông hậu kỳ, một khi thi triển, có thể đồng thời gọi ra bảy thú hồn mỗi một con đều tương đương với thần thông hậu kỳ, không sợ chết, loại sức chiến đấu này, xác thực có tư cách chế trụ đại đạo sơ kỳ cường giả. Nhậm thương không chưa dùng qua thất tinh thú phù này. Đêm đó nghe dạ quan tinh cặn kẻ giảng giải qua. Biết một ít thủ pháp thao túng thất tinh thú phù này. Lập tức hướng nhậm tinh hà nói, ca, thất tinh thú phù này là một phần thưởng mà đệ được khi giành quán quân 300 năm đại bỉ, để có lưu kim khôi lỗi, không cần dùng cái này, nên cho huynh phòng thân. Huynh có thể không cần, nhưng thời khắc máu chốt, dùng để bảo vệ điệp vũ tiểu thư cũng không tệ. Hắc hắc, ta nói thương khung nè, ngươi mỗi lần đưa đồ cho ta, đều dùng danh nghĩa bảo vệ điệp vũ. Có phải sợ ta sĩ diện không thu phải không? Nhậm tinh hà cười ha ha một tiếng, cũng thoải mái cầm lấy, cũng không phải là người ngoài. Đồ của huynh đệ mình, ta vì sao không muốn? Ngươi nói xem, thất tinh thú phù này nên khu động thế nào? Hắc hắc, muốn khu động thất tinh thú phù này, phải có một điều kiện tiên quyết, tu vi cảnh giới của huynh, nhất định phải tiến vào thần thông cảnh mới được. Chỉ cần vào thần thông cảnh, lấy thần thức câu thông, trực tiếp khu động là được. Muốn khu động một con, thì đọc một đoạn khẩu quyết, muốn khu động bảy đầu, thì một hơi đọc bảy đoạn khẩu quyết, khẩu quyết rất ngắn, hết sức đơn giản. Thần thông cảnh Nhậm tinh hà hơi thất vọng nói, ta hôm nay đã là kim đang cửu trọng đột phá thần thông cảnh trong vòng hai năm liền có hy vọng tốt vì thất tinh thú phù này ta quyết định bế quan lần nữa tranh thủ sớm ngày đột phá thần thông cảnh ha 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 nói cho cùng nhậm tinh hà vẫn cảm thấy thất tinh thú phù này hết sức thú vị hơn nữa có uy lực của thần thông hậu kỳ hắn suy nghĩ một chút cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào năm đó ở vân la thành mê mê tỉnh tỉnh không cảm thấy cái gì Hôm nay tu luyện càng lâu, tiếp xúc càng nhiều, càng có thể cảm nhận được khoái cảm từ thực lực mang tới. Nhất là mỗi khi đề cao một tầng, cảm nhận được lực lượng phát sinh bay vọt. Cảm giác vui sướng đó, cùng với cảm giác trung động, là không phải một loại hưởng thụ thế tục nào có thể so sánh. Nhậm Thương khung từ 300 năm đại bỉ, phần thưởng đạt được có 6 loại. Thủy Vân thần quả đưa cho Bắc cung giao, Truy Nhật vẫn thiết hiếu kính sư Tôn Lý Dật Phong, bộ trang bị của thiên cát đưa cho sư huynh bộ thương lãng, hôm nay, thất tinh thú phù này đưa cho ca ca Nhậm Tinh Hà, cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao, hôm nay gia tộc bên này, tổng thể thực lực vẫn còn yếu, có trang bị mạnh, ngược lại cũng không tệ. Còn lại tinh thần sa một bình, cùng với 10 viên huyền linh cửu phẩm linh thạch. Nhậm Thương không tính toán lưu cho mình dùng. Về phần hai quả thủy vân thần quả khác, thông qua việc dạy thủy giao luyện đang trao đổi được nhậm thương khung tạm thời cũng không có ý định lấy ra dù sao hiện ở bên người còn không có người nào có thực lực trùng kích đại đạo cấp bây giờ cho bọn hắn là hoài bích có tội có thể làm hại bọn họ chuyện liên quan tới phụ thân nhậm thương khung tạm thời không tính toán nói cho nhậm tinh hà hắn quá rõ tính tình người ca ca này đừng nhìn hắn thường ngày có chút bất cần đời nếu biết chuyện của phụ thân nhất định sẽ lòng như lửa đốt không làm ra chuyện gì vọng động mới lạ giai đoạn hiện tại nhậm thương khung cũng không muốn ảnh hưởng hắn tu luyện ngược lại là mẫu thân nhậm thương khung sau khi tìm được điền trường sinh đã cùng mẫu thân nhắc qua trong lòng mẫu thân sớm có chuẩn bị tâm lý dù vậy khi nhậm thương khung thấy mẫu thân đem tin tức tìm được phụ thân nói cho mẫu thân thu thị thu thị vẫn vui mừng cơ hồ ngất xỉu mặc dù nàng biết trượng phu mình đã biến thành yêu hóa chiến sĩ nhưng mà trượng phu dù sao cũng không có chết không có chết thì có hy vọng. Nàng nắm tay của nhậm thương khung, thương khung, mẹ muốn gặp cha con, 20 năm, mẹ thật không kịp đợi. Mẹ, người đừng nóng nảy. Phụ thân bây giờ ở một chỗ an toàn, con dẫn người đi, chỉ sợ có nguy hiểm. Thu thị không có căn cơ tu luyện, là một phạm nhân chính hiệu, xuyên qua không gian, thân thể nàng tất nhiên không chịu nổi. Chương 490: Cha mẹ gặp nhau, ra mắt điện chủ. Chẳng qua là, Nhậm Thương khung cũng đánh giá thấp tư niệm của mẫu thân đối với phụ thân, ngay cả Nhậm Thương khung giải thích, nhưng Thu Vận Thủy Chung vẫn kiên trì, nàng rất muốn nhìn thấy Nhậm Đông Lưu một lần. Nhậm Thương khung cũng có thể hiểu được mẫu thân qua nhiều năm thương nhớ phụ thân, làm nhi tử, lúc này không thể để cho mẫu thân đạt thành tâm nguyện, cũng thực không nói được. Lập tức nói, "Mẹ, chuyến đi này có chút hung hiểm." để con chuẩn bị một chút. Ngươi đừng vội. Hắn triệu hồi tiểu bạch, hướng tiểu bạch nói, tiểu bạch. Mẫu thân ta muốn đi đế hào không gian thăm phụ thân, ngươi thay ta bảo hộ thân thể ngươi. Tiểu bạch hôm nay rất phối hợp, đi theo nhậm thương khung lâu như vậy, quản ăn quản uống, linh dược đang dược ê chệ, nó cũng không có đạo lý lười biếng. Trên thực tế, một người một cầm, nhiều năm chiến đấu cùng nhau, Tiểu Bạch sớm đã coi nhậm thương khung là huynh trưởng thân nhất của mình. Nó nhanh chóng tìm chỗ vắng vẻ, dựng cửa không gian. Nhậm thương khung hướng thu vận nói, mẹ, người ở bên cạnh con không nên lộn xộn, một lát nữa sẽ tốt thôi. Hắn kéo tay mẫu thân, thái dương chi dực của nhậm thương khung thúc dục. Bất hủ đế khí tràn ra, trực tiếp xông vào cửa không gian. Tiểu Bạch cũng chui vào, cửa không gian vừa mở đã hợp lại, lần nữa phong bế nhậm thương khung hôm nay đã là thần thông tam trọng nhưng mà bảo hộ thu vận vẫn tương đối cật lực dù sao thu vận không phải tu luyện giả một chút phòng bị cũng không có cái này so với nâng đỡ nhậm tinh hà cùng lạc điệp vũ thì khó hơn rất nhiều mặc dù bọn nhậm tinh hà tu vi không tới thần thông cảnh nhưng dù sao cũng là võ giả có lực phòng ngự của võ giả bất quá làm cho nhậm thương khung cảm thấy rất kỳ quái là ở trong không gian loạn lưu trên người mẫu thân phản phất có một khí chất đặc biệt tự hồ đối với không gian loạn lưu không e ngại cái này làm cho nhậm thương khung cảm thấy hết sức ly kỳ thời gian xuyên qua không gian không dài không lâu lắm cũng đã đến đế hào không gian cả ba xuất hiện bãi cỏ trong không gian mẹ người có cảm thấy khó chịu gì hay không nhậm thương khung hỏi thu vận lắc đầu một cái lại hỏi cha con đây nhậm thương khung gãi đầu một cái cảm thấy rất kỳ quái tiểu bạch ngươi là thái cổ thần thú ngươi nói xem tại sao mẹ ta xuyên qua không gian ta lại không cảm giác được người có bất ba động chịu nào hơn nữa ngươi xem người tiến vào đế hào không gian một chút khó chịu cũng không có đế hào không gian là không gian do thái cổ thần vương mở ra linh lực sung túc so với ngoại giới không biết mạnh hơn bao nhiêu lần người không có tu luyện tiến vào đế hào không gian này nếu như không có che chở sẽ bị linh lực nơi này áp bách thở không thông nhưng mà mẫu thân là phàm thai tục thể sao một chút khó chịu cũng không có vấn đề này thật là kỳ quái a à, tiểu bạch cũng không biết ra sao thầm nói có khi bá mẫu trời xanh dị thể nên không bị linh lực này chèn ép hoặc là chỉ có thể có một giải thích đó chính là trong cơ thể nàng có thần linh huyết mạch thần linh huyết mạch nhậm thương khung sửng sốt thân thế của mẫu thân vẫn luôn là một điều bí ẩn Đầu mối duy nhất của bí ẩn này chính là túi hương cầu phúc mà người đưa cho hắn. Túi hương cầu phúc kia, hôm nay nhậm thương khung giữ giúp mẫu thân, hắn mặc dù có thể cảm giác được túi hương kia có chỗ bất phạm, nhưng cũng nhìn không thấu sâu cạn. Bất quá, dưới mắt hắn không có thời gian suy nghĩ những thứ này. Lần này mạo nguy hiểm dẫn mẫu thân tới là muốn thăm phụ thân. Ở trong đế hào không gian này, nhậm thương khung mở ra hai khu vực, đem phụ thân và tôn nguy tách ra nhậm thương khung hướng thu vận nói mẹ phụ thân bây giờ thương khung yên tâm đi trong lòng mẹ đã có chuẩn bị tâm lý thu vận biết trượng phu nếu bị người luyện chế thành yêu hóa chiến sĩ nghe con trai tự thuật cùng yêu hóa khôi lỗi một dạng tất nhiên là diện mục hết sức dữ tợn cùng với hình thái thanh niên năm đó tất nhiên là có khác biệt qua nhiều năm như vậy thu vận cũng nghĩ tới trượng phu sẽ biến hóa nghĩ tới bộ dáng của trượng phu khi thay đổi Lúc này rốt cục gặp được trượng phu, trong lòng mặc dù khẩn trương, nhưng vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh. Nhậm thương không đem mẫu thân dẫn tới phiến khu vực kia, lúc này. Nhậm đông lưu ngồi ở trên bãi cỏ, vẻ mặt thẫn thờ, không có một tia nhân tình. Chẳng qua là con ngươi thỉnh thoảng chuyển động, tỏ rõ hắn vẫn còn có sinh mạng. Thấy bọn người nhậm thương không xuất hiện, ánh mắt mờ mịt của nhậm đông lưu liếc tới đây, lại mờ mịt dời đi. Bây giờ, mất đi thần thức của đao bạch vũ khống chế yêu hóa chiến sĩ liền mất đi tính chủ động hoàn toàn thành cái xác không có ý thức biết đi đông lưu thu vận nhìn một cái lập tức lệ rơi đầy mặt lúc này yêu độc của nhậm đông lưu không có phát tác nhìn qua dáng vẻ trừ mặt mũi bẩn một chút dơ giấy một ít ngược lại không có bất kỳ vặn vẹo biến hóa nào hơn nữa bộ dáng kia vẫn là thời điểm mười mấy năm trước dấu vết năm tháng phản phất không có lưu lại trên người hắn bao nhiêu. Nhậm thương không biết, cơ năng thân thể của yêu hóa chiến sĩ phát sinh biến hóa, hơn nữa tu hành võ đạo, thời gian trôi qua, ảnh hưởng tương đối nhỏ hơn một chút. Mẹ! Nhậm thương khung vịnh mẫu thân, nhưng không biết dùng ngôn ngữ gì để an ủi. Ở dưới tình hình như thế, hết thảy ngôn ngữ đều là phù vân. Thương khung, thật sự là cha con, bộ dáng của hắn là như vậy, không có thay đổi con nói hắn còn biết mẹ không? Nhậm thương khung than nhẹ một tiếng, mẹ. Người giờ phút này đã mất đi thần thức bản thân, cái gì cũng nhớ không nổi. Người yên tâm, hài nhi nhất định sẽ nghĩ biện pháp, để cho phụ thân phục hồi như cũ. Thu vận nhẹ nhàng khóc thúc thích, tình cảnh này, thật là lòng như đau cắt. Trượng phu mà nàng yêu mến nhất, đang ở trước mắt, lại không nhận ra nàng. Trên thế giới này, khoảng cách xa nhất quả nhiên không phải là sống và chết, mà là đang đối diện nhau, lại thoáng như hai người xa lạ. 20 năm chờ đợi của thu vận, cơ hồ khoảnh khắc này bộc phát ra, nạn khóc lớn lên. Nhậm thương khung tim như bị đau cắt, càng thêm thống hận đau bạch vũ. Hà thị âm dương đạo cùng trảm không đạo, thiên thương hại lý, làm ra những chuyện tán tận lương tâm như vậy, trong lòng nhậm thương khung âm thầm thề, nhất định phải để cho những súc sinh này trả giá thật lớn cũng không biết qua bao lâu thu vận khóc cũng mệt mỏi mà ngừng lại nhậm thương khung an ủi mẹ chúng ta trở về thôi không trở về bọn họ cho là chúng ta mất tích sẽ suy nghĩ lung tung thu vận gạt lệ mặc dù không muốn nhưng cũng biết bây giờ còn không phải là thời điểm cùng trượng phu gặp nhau chỉ có thể quyến luyến rời đi trở lại phủ trưởng lão trời cũng đã sắp sáng nhậm thương khung ngồi xếp bằng sau khi nghỉ ngơi một canh giờ, sắc trời đã sáng choang. Cùng tô thần ước định, đi đăng tiên đông điện bái kiến điện chủ xích hàng vũ. Nhậm thương không đứng dậy không bao lâu, tô thần trưởng lão đã đến. Xích hằng vũ gần đây quả thật có chút phiền muộn, tính tình hắn luôn nho nhã ôn hòa, vì người làm thiện. Là một người đứng đầu phân điện, nắm trong tay nhất phương cự đầu mà nói, ngược lại ít đi mấy phần khí phách. Tính tình này của hắn, cũng làm cho hắn khống chế Đan tiên đông điện có chút chưa đủ. Hơn nữa xích hằng vũ rất thích tìm tội tân tú, đề bạc hậu bối. Điểm này cũng làm cho rất nhiều thâm niên trưởng lão của Đan tiên đông điện trong lòng rất không thoải mái. Cảm thấy địa vị của bọn họ bị khiêu chiến. Mà ngược lại, thái thượng trưởng lão hô duyên ngạo bác, đối với tân tú không có hứng thú gì. Hơn nữa, tính tình của hô duyên ngạo bác rất cường thế, sắc bén. Hắn cảm thấy, đang tiên điện này, bàn về giai vị, lớn tuổi hơn nên hưởng thụ địa vị cao hơn, người tuổi trẻ nên từng bước từng bước leo lên. Đây cũng không phải là hắn đối với những trưởng lão kia có cảm tình gì, mà là bản thân hắn cảm thấy, Hồ Duyên Ngạo bác hắn làm thái thượng trưởng lão là hơi ủy khuất, vị trí điện chủ này của đang tiên đông điện, nên nằm trong tay hắn. Cái này mới là hợp lý. Cho nên, Hồ Duyên Ngạo bác lợi dụng điểm này, đoàn kết rất nhiều thâm niên trưởng lão chuẩn bị hướng xích Hằng Vũ làm khó dễ, cướp vị đoạt quyền. Hơn nửa đoạn thời gian trước, tộc đệ của Hô Duyên Ngạo Bác từ Tổng bộ đang Tiên Điện tới. Cái tộc đệ này, sớm ở Tổng bộ đang Tiên Điện hoàn thành dược thánh khảo hạch, thực lực cũng là phi thường mạnh. Thế cục hôm nay đối với xích Hằng Vũ mà nói là thập phần vi diệu. Toàn bộ trưởng lão hội của Đan Tiên Đông Điện, có 6-7 thành đều bị Hô Duyên Ngạo Bác tranh thủ qua. Còn dư lại 3-4 thành có một thành là trung lập có hai ba thành là đứng ở bên xích hàng vũ tô thần cùng nhậm thương khung đứng ở bên cạnh xích hàng vũ xích hàng vũ khẽ thở dài ngồi đi đều là người mình không cần khách khí như thế xích hàng vũ ngược lại rất có phong độ mặc dù thế cục không tốt nhưng lại không có sầu mi khổ kiểm ít nhất từ vẻ mặt của hắn là không thấy được bất kỳ dáng vẻ khó chịu nào thương khung ba trăm năm đại bỉ lần này làm không tệ Xích Hằng Vũ mỉm cười khen một câu. 300 năm đại bỉ là cuộc chiến thiên tài. Vô địch là thiên tài trong thiên tài. Thương khung, tiền đồ của ngươi, bất khả hạn lượng. Nhậm thương khung cười cười, cũng vì vậy mà phiền toái nhiều hơn. Xích Hằng Vũ ngược lại lơ đỉnh, ngươi nói là thông báo kia của thiên các sao. Thông báo, thông báo gì? Nhậm thương khung một đường trở lại, lại không nghe nói có thông báo gì. Ngươi còn không biết thiên các ban bố thông báo, nói ngươi phản bội thiên các, cấu kết yêu tộc, mời thiên hạ tông môn, liên hiệp giết ngươi. Hơn nữa, còn có giải thưởng, cái giải thưởng này còn vô cùng cao. Cấu kết yêu tộc. Nhậm thương không nhướng mày, tức giận mà cười, quả nhiên là muốn đổ tội thì không lo không có cớ. Hà thị âm dương đạo. Trảm không đạo, xem ra là muốn cùng ta không chết không thôi. Không cần phải lo lắng, ở kính Nguyệt Thành, thiên hạ đại tông môn cũng không dám tới dương oai huống chi bây giờ ai cũng biết thiên cát không tha cho ngươi các đại tông môn đều đứng xem náo nhiệt thiên cát không có mặt mũi lớn như vậy có thể để cho mọi người cùng nhau đi đối phó ngươi nếu như những tông môn này thật có đồng tâm như vậy sớm đã thương lượng xong việc đối phó yêu tộc xâm lấn những châu khác không nói lục đại tông môn của đông hoàng châu này lẫn nhau minh tranh ám đấu quả quyết không thể nào nhất trí đồng tâm hiệp lực đi đối phó nhậm thương khung chẳng qua là giải thưởng rất cao kia ngược lại sẽ để cho không ít người ngu xuẩn vọng động nghe tô thần nói với hắn nội dung giải thưởng nhậm thương khung hắc hắc cười lạnh thật đúng là chịu xuất huyết a à, ban đầu đối với ta cũng không thấy bọn họ rộng lượng như vậy treo giải thưởng đuổi giết ta ngược lại hào phóng rất bởi vì người tham tài mà tử điểu tham thực mà vong vì giải thưởng này đã có bốn vương bài sát thủ của càng khôn minh dân mạng, ta cũng muốn nhìn một chút, nhóm thứ hai sẽ là ai? Nhậm thương khung giọng nói xâm nhiên, trong lòng đã đem hạ thị âm dương đạo cùng trảm không đạo hoàn toàn liệt vào trong danh sách phải giết. Quyết không để một kẻ nào sống. Lần lượt chèn ép, nhậm thương khung cũng không phải hồng mềm, nếu không phải nể mặt mũi sư tôn, nhậm thương khung sớm đã không chết không thôi. Hôm nay, nếu hoàn toàn sẽ rách da mặt, nhậm thương khung ngược lại càng thêm thoải mái. Chương 491, Thiên Minh sát thủ đoàn, tung tích kim mộc thần quả, càng không minh. Xích Hằng Vũ cùng Tô Thần đều có chút giật mình, trên đường ta trở về kính Nguyệt Thành, bốn vương bài sát thủ của càng không minh vây công ta, bị ta giết chết toàn bộ. Nhắc tới, đây đã là lần thứ hai càng không minh chọc phải ta nhìn dáng dấp ta đối với địch nhân đúng là quá khách khí không cho bọn hắn một chút màu sắc bọn hắn sẽ cho rằng ta rất dễ ăn hiếp nhậm thương khung dù sao cũng là người tuổi trẻ hỏa khí bốc lên cũng có chút lớn xích hàng vũ cùng tô thần cũng âm thầm gật đầu vương bài sát thủ của càng khôn minh đều là thần thông đỉnh phong cường giả người người đều là thần thông lục trọng nhậm thương khung một người giết chết bốn tên thần thông lục trọng cái này là thực lực như thế nào một người giết chết bốn thần thông lục trọng cường giả sợ rằng chỉ có đại đạo cường giả mới có thể làm được thương khung càng khôn minh này là tổ chức sát thủ thần bí nhất đông hoàng châu hơn nữa càng khôn minh thật ra còn không phải là tổ chức sát thủ cấp bậc cao nhất sau lưng của bọn họ còn có một tập đoàn sát thủ khổng lồ hơn có tên là thiên minh thiên minh đúng nếu như đem thiên minh so với đang tiên điện như vậy càng không minh chính là đang tiên đông điện. Thiên minh mới thật sự là cự phách sát thủ giới. Xích hằng vũ thân là điện chủ của Đan tiên đông điện, phương diện tình báo này dĩ nhiên không phải ít. Thì ra là như vậy, ta không biết vì sao càng không minh này lớn lối như thế, mà lục đại tông môn còn có thể chứa chấp bọn họ, thì ra là có tầng quan hệ này, không trách, không trách. Thương khung, trước khi thực lực ngươi không có đại thành, thì không nên chủ động đi trêu chọc thiên minh thậm chí là càng không minh, tạm thời cũng không cần đi động bọn họ. Thiên minh luôn hết sức bao che, nếu như người nào uy hiếp căn cơ của bọn họ. Người đó sẽ bị toàn bộ thiên minh đuổi giết. Xích hằng vũ trịnh trọng cảnh cáo. Nhậm thương không khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng lại có một phen tính toán. Người không phạm ta, ta không phạm người. Hôm nay nhậm thương khung hắn một lần rồi lại một lần bị người xâm phạm, bị người chèn ép, hắn không thể nào tâm bình khí hòa nữa xích hằng vũ thang nhẹ một tiếng ước chừng biết thiên tài trẻ tuổi này là không thể nào bởi vì vài lời của hắn mà bỏ đi ý niệm lập tức nói sang chuyện khác hỏi đúng rồi thương khung thủy vân tông giao dịch thủy vân thần quả ngươi độc chiếm bốn quả nghe nói giao dịch lần cuối cùng ngươi ra giá là giúp bọn hắn đối phó vạn năm thủ kiếp chuyện này là như thế nào vạn năm thủ kiếp của thủy vân thần thụ có chữa trị tốt hay không, đây thuộc về cơ mật của Thủy Vân Tông, cho dù là đang tiên đông điện, tạm thời cũng không thể hỏi thăm được. Nhậm thương khung cũng không giấu dếm, đem tình huống lúc đó nói một lần. Xích Hằng vũ sửng sốt hồi lâu, lúc này mới cười to nói, tốt, 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 quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, thiên tài a, à, thương khung, thấy ngươi, ta hoảng hốt cảm giác mình đã già rồi. Hồ Duyên Thái Thượng trưởng lão luôn nói ta trẻ tuổi đức mỏng hơn nữa thích cùng người tuổi trẻ giao thiệp. Nhưng so sánh với ngươi, ta cảm giác mình thật già rồi, a à, a, à, vạn năm thủ kiếp, xích hằng vũ cũng từng xuất thủ qua, nhưng mà hắn có thể phân tích ra một ít dấu vết, lại không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Nhưng mà, nhậm thương không nói lên quan điểm, biện pháp, đều làm cho xích hằng vũ thông suốt, có một cảm giác thủ giáo. Không thể không thừa nhận, người trẻ tuổi trước mắt này, cho người quá nhiều vui mừng vạn năm thủ kiếp của thủy vân thần thụ, xích hằng vũ vì nó mà tốn 10 năm tâm huyết, vẫn như cũ không tìm được đối sách. Không nghĩ tới. Nhậm thương khung cư nhiên ngắn ngủi không tới một tháng, liền tìm được đường giải quyết. Bất quá hắn lại không biết, nhậm thương khung có thể nhanh như vậy, là nhờ truyền thừa của vạn dược tôn, nếu không, nhậm thương khung quả quyết không thể nào giải quyết được. Đúng rồi, thương khung, ngươi ngày đó cùng Thủy Vân Tông trao đổi, cho ra một thượng cổ đan phương ngũ hành quy nguyên đan đan phương không biết đan phương này có thể cho ta xem một chút hay không xích hằng vũ đối với thu tập thượng cổ đan phương là hết sức si mê đan tiên điện cất giấu vô số thượng cổ đan phương nhưng mà trừ dược thánh khảo hạch thỉnh thoảng sẽ xuất hiệp thượng cổ đan phương ra những khảo hạch khác sẽ không dính đến thượng cổ đan phương nhất là những thượng cổ đan phương thực dụng càng thêm hiếm thấy loại ngũ hành quy nguyên đan này bản thân chính là đang dược trụ cột, nhưng lại là đang dược hết sức nghịch thiên. Nếu quả thật có thường cổ đan phương, có thể tăng lên phẩm chất đang dược mà nói, tuyệt đối là một trợ giúp lớn vô cùng. Đang tiên đông điện muốn duy trì, cũng cần có tài lực chống đỡ. Hơn nữa hôm nay đối mặt với thái thượng trưởng lão hô duyên ngạo bác bức người. Xích Hằng Vũ cũng đang suy nghĩ biện pháp tăng tiếng nói của mình ở Đan Tiên Đông Điện. Điểm này, Xích Hằng Vũ trước kia đúng là không có quá nhiều tâm tư. Tâm tư của hắn là dùng để nghiên linh dược, đề bạc người mới. Ngược lại đối với phương diện kinh doanh, hỏi tới cực ít. Thậm chí hắn còn nghiêm lệnh, Đan Tiên Đông Điện không thể cùng các đại tông môn của Đông Hoàng Châu có quá nhiều lui tới. Nguyên tắc này dĩ nhiên là vì bảo vệ tính siêu nhiên của Đan Tiên Đông Điện. Nếu như có quá nhiều ích lợi liên quan, liền khó tránh khỏi sẽ có người từ trong đó mưu lợi thậm chí bán rẻ ít lợi của Đan Tiên Đông Điện. Cùng những tông môn kia cấu kết. Đây là sự tình mà Xích Hằng Vũ tuyệt đối không muốn phát sinh. Nhậm thương khung cũng không giấu giếm, cười nói, Điện Chủ Đại Nhân muốn xem, tự nhiên không có vấn đề. Nghĩ thầm thường cổ Đan Phương này, vốn chính là của Vạn Dược Tôn Tiền Bối. Vạn Dược Tôn Tiền Bối nếu là Thái Thượng Điện Chủ của Đan Tiên Điện, thường cổ Đan Phương này cho Xích Hằng Vũ nhìn, đó là chuyện đương nhiên lập tức đem đan phương của ngũ hành quyên nguyên đan phục chế một phần cho xích hằng vũ điện chủ ngọc giảng ghi chép này thông qua thủ pháp đặc biệt có thể sao chép nội dung hết sức tiện lợi xích hằng vũ thở dài nói thương khung ngươi quả nhiên là hào phóng cái đan phương này ta sẽ theo giá trị tương ứng đổi điểm cống hiến cho ngươi làm khách khanh trưởng lão của đan tiên đông điện tự nhiên cũng để ý trị giá cống hiến đăng tiên đông điện có cơ cấu lớn như thế dĩ nhiên là người người đều có chuyện để làm trị giá cống hiến càng nhiều liền đại biểu cống hiến đối với đăng tiên đông điện càng lớn nhậm thương khung chợt nhớ tới chuyện của sư tôn liền hỏi điện chủ đại nhân ta chỗ này có một chuyện mong hệ thống tình báo của đăng tiên đông điện điều tra một chút nga chuyện gì xích hằng vũ hết sức tò mò hỏi ta muốn hỏi thăm một chút nơi nào có thể giao dịch kim cương đại nhật tụ dương quả cùng với phượng tê mộc linh quả ngũ đại thần quả xích hằng vũ thầm giật mình ngươi muốn thu gom ngũ đại thần quả nhậm thương khung gật đầu một cái chỉ thiếu hai loại này thì có thể thu tập đầy đủ hết ngũ hành thần quả đều là thượng cổ thần quả nghe nói một khi thu tập đầy đủ có thể luyện ngũ hành trọng tố pháp thân trùng tu sinh cơ thương khung ngươi thu gom bọn chúng làm gì thực không dám giấu dến, là sư tôn thiên các kiếm tiên lý giật phong muốn thu gom. Nhậm thương khung ở trước mặt xích hàng vũ, cũng không có gì giấu dến. Thiên các kiếm tiên lý giật phong. Xích hằng vũ hiển nhiên đã nghe qua danh tiếng, suy nghĩ một chút, thất thanh hỏi, hắn thu gom ngũ hành thần quả, chẳng lẽ là muốn cứu đạo lữ của hắn? Điện chủ đại nhân, người cũng biết chuyện này. Xích hằng vũ thở dài nói, khi ta còn là một chấp sự bình thường của đan tiên đông điện, cũng nghe qua sự kiện kia tương truyền đạo lữ của thiên các kiếm tiên tên là tử tạ anh bị yêu nhân đánh chết từ đó về sau thiên các kiếm tiên đi khắp thiên hạ tìm kiếm phương pháp cứu sống đạo lữ của hắn nhắc tới chuyện này thiên các kiếm tiên ở đông hoàng châu là nổi danh chung tình ta dĩ nhiên là nghe nói qua hơn nữa hắn cũng không phải một lần đến đan tiên đông điện cầu phương pháp chẳng qua đang tiên đông điện cũng không thể cứu người đã chết thì ra đạo lữ của sư tôn gọi là tử tạ anh điện chủ đại nhân sau đó sư tôn ta tìm được vạn năm huyền băng đem pháp thể sư mẫu phong ấn sau đó biết được thiên hạ ngũ hành thần quả có thể luyện ngũ hành ngừng pháp thân trọng tố sinh cơ tương truyền ngũ hành thần quả này là có công hiệu bực này chẳng qua là cái này là thượng cổ thần loại lưu truyền đến nay hết sức mơ hồ nghe nói ở thiên trạch thế giới mỗi một loại cũng chỉ còn lại một cây thần thụ mà thôi hơn nữa muốn luyện ngũ hành luyện hóa thần quả này để luyện ra thần lực mà nói cần công pháp thần cấp cần huyết mạch thần cấp thật đậm thiên trạch thế giới to lớn thần cấp cường giả cuối cùng chẳng qua là truyền thuyết mà thôi xích hằng vũ cũng cảm khái hết sức bất quá nếu nhậm thương khung nhắc tới hắn tự nhiên sẽ giúp chuyện này hướng tô thần nói tô thần ngươi dẫn thương khung đi ra một chút. Làm trưởng lão tâm phúc của điện chủ đại nhân. Tô thần sát có tư cách tự do xuất nhập, hắn dẫn nhậm thương khung đi tới mật thất tình báo kia. Tô trưởng lão. Bên ngoài mật thất, hai tên phụ trách trong chừng ngăn bọn họ lại. Tô thần khẽ cau mày, ta muốn điều tra một ít tư liệu, cửa mở. Tô trưởng lão, thật xin lỗi. Khu tình báo này, thái thượng trưởng lão đã hạ lệnh tạm thời phong bế, xin tô trưởng lão tha thứ. Võ giả thủ vệ, tự nhiên không thể nào công khai đắc tội tô thần. Tô thần giận dữ, hắn hạ lệnh. Hắn có tư cách gì hạ lệnh? Ở đan tiên đông điện ai lớn nhất? Điện chủ đại nhân lớn nhất. Điện chủ đại nhân muốn tra một ít tài liệu. Các ngươi lại dám cản đường. Tô trưởng lão, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Tô thần thốt nhiên giận dữ, ta không muốn nói nhảm với các ngươi thức thời thì nhanh tránh ra tô trưởng lão không nên làm khó chúng ta nhậm thương khung cười nhạt khó khăn sao vậy thì cái gì cũng không cần làm cúc ngay nhậm thương khung kim quan chợt lóe một tay trực tiếp đem hai người này hất ra ngoài hắn cũng không có tâm tư cùng hai người giữ cửa dài dòng nhất là loài chẳng phân biệt được tôn ti này ngay cả quyền uy của điện chủ cũng không để ý, tô thần trưởng lão cười to, tốt, đánh rất tốt. Quả nhiên là thiếu niên anh hùng, hào khí can vân. Đi, chúng ta đi vào. Tô thần mặc dù cũng tính xuất thủ, lại không nghĩ rằng nhậm thương khung làm lưu loát như vậy, trong lòng bội phục đối với nhậm thương khung lại sâu hơn một tầng. Người tuổi trẻ dù sao cũng là người tuổi trẻ, căn bản sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Vào mật thất, tô thần bắt đầu tìm tòi tin tức hệ thống tình báo của đan tiên điện các phân điện cũng có thể thông dụng tô thần tra một chút cười nói kim cương đại nhật tụ dương quả thật đúng là tra được tốt ở phòng đấu giá nam thần nông châu có một quả kim cương đại nhật tụ dương quả bất quá nó là trấn điếm chi bảo quy cách rất cao phượng tê mộc linh quả nằm ở mang hoang thất trọng trong thánh địa của thần phượng bộ lạc chẳng qua là phượng tê mộc linh quả này chỉ có đệ tử của thần phượng bộ lạc mới có tư cách hưởng dụng cho tới bây giờ không cùng ngoại giới trao đổi